Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Tập 14. Chương 131. Kịch biến hỏa phần quốc. 1. Đang ở trong đất cấp tốc độn thổ, Tôn Hữu Tài bỗng run lên, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho hắn thấy khó thở. Đúng lúc này hắn cảm thấy vùng đất phía trước mặt trở nên nóng bức, hắn âm thầm kêu khổ. Độn thổ thuật này nếu dùng ở nơi khác có thể nói là rất tiện lợi, nhưng ở nơi có nhiều núi lửa như hỏa phần quốc thì lại đòi hỏi yêu cầu rất cao. Nếu không trực tiếp lao đầu vào nham thạch nóng chảy thì rõ ràng là chẳng hay ho gì. Trước đây Tôn Hữu Tài tuy cũng chạy trốn nhưng vẫn phân biệt phương hướng, chỉ cần thấy bùn đất nóng bỏng sẽ lập tức quay lại. Nhưng bây giờ hắn đang nghĩ là bị một cao thủ hóa thần kỳ đuổi giết, dưới sự kinh hoàng nên không thể lựa chọn vị trí tốt được, chỉ có thể cố hết sức đưa thân thể lao về phía trước. Phịch một tiếng, thân thể hắn đã trực tiếp xuyên thấu tầng đất xuất hiện ở một sơn động trong lòng núi lửa. Sóng nhiệt ùa vào mặt hắn, tóc và lông bi cũng bắt đầu cong queo dần. Kinh hô một tiếng, Tôn Hữu Tài vội vàng tung phi kiếm, lảo đảo bay lên rừng ở một mỏm đá nhô ra. Chỉ mới một chốc mà toàn thân của hắn da rẻ đã nứt nẻ, quần áo dưới sự cử động của thân thể cũng hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ ngày càng cao. Mồ hôi của Tôn Hữu Tài vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi. Lúc này nhìn lại thấy cả người hắn đang phủ trong khói trắng, mặc dù đang trần trụi nhưng cũng vẫn có một loại khí thế của tiên nhân. Ở phía dưới chỗ của hắn là một hồ dung nham, từng đám bọt khí lớn xuất hiện trong hồ bay lên, sau khi vỡ tan lại tỏa ra một luồng khí đen. Tôn Hữu Tài đang muốn từ vách núi lửa đối diện bỏ chạy tiếp nhưng lúc này đột nhiên thân thể hắn run lên, ngơ ngác nhìn nham thạch nóng chảy phía dưới, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này Vương Lâm cũng đuổi đến nơi. Hắn mặc dù không biết độn thổ thuật nhưng vẫn dùng thần thức bám chặt đối phương. Giờ bỗng nhiên phát hiện thấy Tôn Hữu Tài dừng lại, lập tức dùng thiết phiến điểm một cái, thiết phiến đánh vào mặt đất xoay tròn tạo thành một thông đạo. Vương Lâm tự mình theo sát vào, sau đó theo thông đạo đuổi tới nơi nham thạch nóng chảy mà Tôn Hữu Tài đang dừng lại. Vừa lúc tiến vào sơn động núi lửa, Vương Lâm đã thấy được Tôn Hữu Tài đang lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn theo ánh mắt hắn xuống dưới mới thấy được giữa hồ dung nham nóng chảy kia đang hiện lên một cặp mắt hình tam giác. Vương Lâm hít một hơi lạnh, lui về thông đạo bên cạnh, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nham thạch nóng chảy. Căn cứ theo trí nhớ từ nhỏ của Mã Lương về hỏa phần quốc, thì nơi đây toàn là núi lửa, không có bất cứ một sinh vật nào. Nếu như có thì qua vô số năm như vậy không thể không bị các tu chân giả phát hiện được. Phải biết rằng cứ cách vài năm, lão tổ của tứ đại tông phái lại tiến hành phong ấn núi lửa của hỏa phần quốc một lần để đảm bảo an toàn. Cùng lúc đó Tôn Hữu Tài cũng đang ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, sau đó thu lại phi kiếm, dùng đôi bàn chân trần dẫm lên nền đá nóng bỏng. Một mùi thịt cháy khét lập tức bốc lên từ dưới chân hắn. Chỉ mới đi về phía trước ba bước mà chân hắn đã cháy đen, da thịt bung ra lộ xương cháy đen bên trong. Nhưng dù vậy trên mặt Tôn Hữu Tài không có một tí nào tỏ ra thống khổ, đứng ở phần tiếp cận với nham thạch, rồi không chút do dự nhảy xuống dưới. Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, bàn tay hắn khẽ vung lên, trong nháy mắt trước khi Tôn Hữu Tài rơi vào trong nham thạch nóng bỏng đã kịp bắt lấy túi trữ vật trên lưng hắn đem về. Ngay sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà lập tức quay mình bỏ chạy về phía sau. Từ phía sau truyền đến một tiếng rít gào, nhất thời bốn phía nhiệt khí trở dâng cao, bốn phía thông đạo quanh hắn đã nóng đỏ lên. Vương Lâm lập tức quay người, chạy trốn. Lúc này nếu đứng trên trời nhìn xuống dưới sẽ thấy núi lửa lớn nhỏ trong dãy núi bỗng nhiên toát ra vô số khói đen, nhất là một ngọn núi lửa cực lớn trong đó. Mặt đất bốn phía xung quanh nó chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được một vòng màu đỏ gợn sóng đang khuếch tán dần, hễ nơi nào bị nó khuếch tán đến cũng đều biến thành màu đỏ. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, vội vã lao đi trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn dừng bước. Chỉ thấy phía thông đạo trước mặt hắn có vô số ngọn lửa từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hình thành nên một sinh vật có mắt hình tam giác, đầu có sừng, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Vương Lâm không nói hai lời, cực cảnh thần thức lập tức công kích.
chỉ thấy một tia chớp màu đỏ từ trong hai mắt Vương Lâm bắn ra trúng vào thân thể hỏa thú. Ánh mắt hỏa thú cùng với ngọn lửa bỗng ảm đạm, nhưng rồi lập tức lại khôi phục như thường, hai mắt mở ra tạo thành một khe hẹp dài, rít lên một tiếng rồi lao về hướng Vương Lâm như muốn nuốt lấy hắn. Vương Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn bỗng co lại vì ở phía sau hắn lại xuất hiện một hỏa thú. Lúc này ở trong thông đạo hẹp, hai đầu đều có hỏa thú, Vương Lâm cắn răng một cái, pháp bảo thiết phiến lập tức xoay tròn, thân hình bám sát theo nó, đào ra một cái thông đạo khác. Nhưng lúc này hai hỏa thú bỗng cùng gầm lên, bùn đất bốn phía lập tức nóng đỏ lên. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, bùn đất sát quanh thân hắn bỗng nhanh chóng cứng lại, rồi sau đó bao bọc lấy hắn tạo thành một cái lồng giam hình tròn. Lồng giam này không ngừng thu hẹp lại, cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Bây giờ trên mặt đất đang xuất hiện tầng tầng vết nứt nẻ, chúng chậm rãi sụp xuống dần. Một bồn địa thật lớn xuất hiện, chính giữa bồn địa có một trái cầu đất màu đen. Ở bốn phía xung quanh trái cầu đất có 8 hỏa thú mắt hình tam giác đang không ngừng phun dung nham về phía khối cầu. Dần dần kích thước hỏa cầu ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cao có nửa thước, lúc này hỏa thú mới ngừng phun dịch. Một hỏa thú trong số chúng khiêng trái cầu đất lên rồi nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Đám hỏa thú còn lại cũng nhanh chóng đi theo, trong nháy mắt đã quay lại cái sơn động trong lòng núi lửa hồi nãy. Hỏa thú kia ném trái cầu đất xuống dưới, thân mình nó cũng nhảy xuống theo. Hỏa thú cầm hỏa cầu và đám đồng loại của nó cùng nhau biến mất ở trong hồ dung nham nóng chảy. Hồ dung nham sau khi sủi lên một số bọt khí, lại dần bình yên trở lại. Núi lửa ở bốn phía trên mặt đất phun khói đen ngày càng ít, mặt đất nứt nẻ cũng dần khôi phục nguyên dạng. Trừ một cái bồn địa thật lớn có thể chứng minh sự việc vừa phát sinh, còn không hề có dấu hiệu gì cho biết nơi này từng xuất hiện hỏa thú. Mà bồn địa ở hỏa phần quốc mà nói rất bình thường, gần như mỗi một vùng núi lửa đều từng xuất hiện bồn địa lớn hoặc nhỏ. Vương Lâm co mình, cố chống cự lại từng đợt cực nóng đang không ngừng truyền lại. Vừa rồi trong nháy mắt lúc bùn đất bao quanh, hắn đã dùng cực cảnh thần thức bao phủ toàn thân, lúc này thần thức của hắn đang từ từ làm trái cầu đất tan dần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang chìm xuống dần. Hồi lâu sau, trái cầu đất chấn động, dường như bị đập mạnh vào đâu đó. Lúc này thần thức của hắn đã đột phá lớp hạn chế cuối cùng của trái cầu đất, thấy rõ hết thảy trước mắt. Đây là một chỗ mênh mông dung nham nóng chảy, nhìn không thấy giới hạn. Ở phía trên là vô số dòng dung nham chảy theo các thông đạo xuống, hòa vào trong hồ dung nham nóng chảy. Quả cầu đất mà hắn đang nằm trong giờ đang ở phía trên dung nham. Ở bên cạnh đó là 7-8 khối cầu giống vậy, trên mỗi khối có một con hỏa thú đang nằm. Lại nhìn bốn phía nham thạch nóng chảy hiện lên vô số con mắt, hình tam giác. Một con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy nhảy lên trên quả cầu đất của Vương Lâm. Nó không hề phát hiện ra thần thức của Vương Lâm. Thời gian từ từ trôi qua, lại có thêm vài hỏa thú từ trong thông đạo xuất hiện. Không hề ngoại lệ, mỗi con đều khiêng theo một quả cầu đất. Lúc này toàn bộ nham thạch nóng chảy bỗng dưng chấn động, từng con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy tản ra, lộ ra một khoảng trống. Một con hỏa thú cực lớn chui ra từ trong dung nham, Vương Lâm cẩn thận thu hẹp thần thức lại quan sát. Hỏa thú bình thường chỉ cao tầm 3 thước, mà con hỏa thú này mới chỉ lộ đầu ra đã vượt quá nửa trượng rồi. Dần dần, thân hình hỏa thú này cũng lộ ra quá nửa, hình thể khổng lồ xuất hiện ra uy áp mạnh mẽ. Nó vừa xuất hiện đã khiến hỏa thú bốn phía đều đứng im bất động. Vương Lâm trong lòng thất kinh, hỏa thú khổng lồ này thể hiện thực lực không hề kém Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mạnh đến mức nào thì vì Vương Lâm chưa từng thấy tu luyện giả hóa thần kỳ ra tay nên không thể phán đoán được. Hỏa thú khổng lồ đảo ánh một vòng, chậm rãi bơi tới bên trái. Ngay sau đó là một con hỏa thú tương tự xuất hiện, cuối cùng tổng cộng có 16 con. 16 con hỏa thú này tạo thành một vòng tròn. Ở trong vòng tròn xuất hiện một hỏa hoàn từ trong dung nham, thất thải quang mang lấp lánh. Vương Lâm thật cẩn thận ngưng thần quan sát thì thấy ở phía dưới hỏa hoàn có một hư ảnh mơ hồ đang dần ngưng thực, hóa thành một hỏa đoàn lớn bằng nắm tay. Một tia hồng sắc nối liền với hỏa đoàn. Lúc hỏa đoàn này xuất hiện,
trong nháy mắt 16 con hỏa thú khổng lồ gầm nhẹ, sau đó cả đám từ trong dung nham nóng chảy nhảy ra, quỳ xuống. Cùng lúc đó tất cả hỏa thú bốn phía xung quanh cũng nhảy lên quỳ xuống dưới dung nham nóng chảy. Vương Lâm đang quan sát đến đây thì bỗng nhiên trong đầu chấn động, thiên nghịch châu tử vốn đã dung hợp trong cơ thể bỗng tự động chui ra. Từ mi tâm của hắn, nếu không phải Vương Lâm ngăn cản đúng lúc sợ rằng thiên nghịch châu tử đã phá đất mà ra rồi. Đúng lúc này một con hỏa thú ở phía dưới quả cầu đất bỗng tung nó lên không trung rồi dừng lại. Cùng lúc đó hỏa đoàn lập tức chui vào bên trong quả cầu đất. Một loạt âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng trong sơn động yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra, tiếng kêu liên tục không ngừng nhưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Rất nhanh, một tia huyết sắc vũ khí từ trong quả cầu đất bay ra, chính là hỏa đoàn chui ra ngoài. Quả cầu đất từ giữa không trung rơi xuống, chìm vào trong dung nham nóng chảy. Trong lòng Vương Lâm trầm xuống, hắn hiện giờ đã hiểu trong quả cầu chắc không chỉ mình hắn còn sống. Nếu như hắn không dùng cực cảnh thần thức hộ thể thì ở trong quả cầu kia cũng không bị chết, nhiều lắm là chỉ ngủ say bất tỉnh thôi. Sau đó lại có bốn quả cầu đất được tung lên, sau đó lại bị hỏa đoàn chui vào trong. Vẫn là những tiếng kêu thảm thiết, vẫn là sự giằng co nửa thời thần. Sau khi quả cầu đất cuối chìm vào trong dung nham nóng chảy, quả cầu đất của Vương Lâm bỗng bị hất tung lên. Thiên nghịch châu tử ở chỗ mi tâm của hắn chấn động mãnh liệt chưa từng có, giãy thoát khỏi sự trói buộc của Vương Lâm. Đúng lúc này, hỏa đoàn kia đã chui vào trong quả cầu đất của Vương Lâm. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 132, kịch biến hỏa phần quốc 2. Một luồng nhiệt khí cực nóng lập tức lan tràn toàn bộ bên trong quả cầu đất. Hỏa đoàn lại ngựa quen đường cũ lập tức hướng chính giữa trực tiếp chui vào. Nhưng đúng lúc này thiên nghịch châu tử bỗng nhiên lao ra, hỏa đoàn bỗng khựng lại, không chút do dự định quay đầu chạy. Nhưng đã quá chậm, thiên nghịch châu tử không hề bị quả cầu đất cản trở, lao như tia chớp đâm vào hỏa đoàn. Trong hỏa đoàn truyền tới một tiếng thét kinh, hãi, lập tức dãy giụa nhưng không đến mấy chốc nó đã bị hạt châu hấp thu hết. Bên ngoài thiên nghịch châu tử nguyên bản vốn điêu khắc vài miếng lá cây giờ phút này đã biến mất, chuyển thành hình một đoàn hỏa diễm. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng xuất hiện trên thiên nghịch châu tử. Hỏa đoàn càng ngày càng mờ, cuối cùng hoàn toàn mất đi độ sáng, tiêu tán hoàn toàn. Lúc này hỏa diễm trên thiên nghịch châu tử đã xuất hiện đoàn hỏa diễm thứ 10. Lập tức toàn bộ hạt châu bỗng phát ra quang mang sáng bừng, mặc dù là ở trong quả cầu đất nhưng quang mang này cũng vẫn khuếch tán từ trong ra ngoài. Lúc này cùng với sự biến mất của hỏa đoàn, bên ngoài quả cầu hỏa hoàn và các sợi tơ mỏng màu đỏ li ti đột nhiên ảm đạm dần và sau đó các sợi tơ cũng đứt đoạn. Vương Lâm kinh ngạc nhìn mọi việc trước mắt. Không chỉ mình hắn ngẩn người ra mà cả đám hỏa thú trong sơn động cũng không hiểu biến cố xảy ra bất thình lình này là thế nào. Thiên nghịch châu tử lúc này lại bay đến bên Vương Lâm, một lần nữa dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Vương Lâm không kịp nhìn kỹ, thân mình run lên, dẫn lực thuật nhất thời khống chế quả cầu đất trong giây lát phóng về phía trước, chui vào trong một cái thông đạo. Tất cả chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn. Mãi cho đến khi Vương Lâm cùng quả cầu đất bay ra ngoài, đám hỏa thú mới kịp phản ứng. 16 con hỏa thú khổng lồ giống giận lao lên, phá tan thông đạo đuổi theo. Ở phía sau chúng nó, ngàn vạn con hỏa thú phát lên tiếng giống khàn giọng đuổi sát theo sau. Thân thể Vương Lâm nằm trong quả cầu đất, chạy nhanh ngược chiều dòng dung nham nóng chảy trong thông đạo. Phải biết rằng dòng dung nham này đang chảy từ trên xuôi xuống dưới, vốn là hướng về cái hồ dung nham ở phía dưới. Còn Vương Lâm giờ đang chạy ngược dòng lên trên, tốc độ căn bản không thể quá nhanh được. Nhưng đám hỏa thú đuổi theo phía sau thì lại không thế. Chúng nó vốn sinh là ở trong dung nham, có thể nói là hỏa linh trời sinh. Càng ở trong dung nham, tốc độ của chúng nó lại càng nhanh. Vương Lâm mặc dù không biết hỏa đoàn kia rốt cục là vật gì, nhưng lại có thể hỏa thuộc tính của thiên nghịch châu tử đạt tới cảnh giới đại viên mãn, qua đó cũng đủ thấy được giá trị. Hơn nữa từ việc đám hỏa thú vừa rồi tôn kính hỏa đoàn đó, giờ lại đang giống giận đuổi theo thì hắn trong lòng cũng đại khái đoán được hỏa đoàn này cực kỳ quan trọng đối với đám hỏa thú,
thậm chí rất có thể là hỏa thú vương. Vương Lâm đã đoán đúng. Hỏa thú này vốn sinh ra từ trong dung nham nóng chảy, là một loại linh thú có cấp bậc khá cao nữa. Căn cứ theo liên minh tu chân thống nhất xưng hô thì nó hẳn được gọi là hỏa linh thú. Ngay lúc sinh ra nó đã có trí tuệ nhất định, ở trong dung nham nóng chảy ngầm dưới hỏa phần quốc dốc lòng tu luyện, hàng ngày phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, tu vi ngày càng thâm hậu. Nó trong quá trình vô số năm tháng, tổng cộng đã trải qua 5 lần lột xác. Nếu có thể lột xác 9 lần, nó có thể từ linh thú biến thành hoang thú. Chỉ là mỗi lần lột xác nó lại có một thời kỳ suy yếu kéo dài cả 500 năm. Trong thời gian này nó không có chút linh lực nào cả. Vì tự bảo vệ mình, mỗi lần đến thời kỳ suy yếu nó đều đem toàn thân linh lực tán ra ngoài, sinh ra vô số hậu đại, lấy lực lượng của bọn chúng để bảo vệ bản thân mình. Cùng với số lần lột xác tăng lên, nó dần phát hiện ra một phương pháp có thể giảm bớt sự suy yếu, đó là cắn nuốt tu sĩ. Nó không cần phải cắn nuốt nhiều lắm, thường thì cách một ngày chỉ cần nuốt một người là có thể. Cho nên phàm là tu sĩ chẳng may lạc vào sâu trong động núi lửa sẽ bị con cháu của nó bắt lại, đưa đến cho nó cắn nuốt. Vì sợ những tu sĩ này trong quá trình bị cắn nuốt có thể xúc phạm tới hỏa linh đang suy yếu nên tất cả các tu sĩ bị bắt tới đều bị quả. Cầu đất vây khốn, hơn nữa lại dùng dòng dịch gia tăng sự trói buộc, do đó hỏa linh thú có thể thoải mái thưởng thức bữa tiệc cực lớn. Nhưng bây giờ, hỏa linh thú đang suy yếu cũng không thể ngờ được nó cũng có ngày bị vật khác cắn nuốt. Ngay lúc nó bị tiêu tán, tất cả đám hỏa thú con cháu đã giận đến phát điên. Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, hỏa linh không chỉ là vua mà còn là cha của chúng. Cha bị giết chết ngay trước mặt, con cháu sao lại không nổi giận chứ? Cả đám điên cuồng giận dữ đuổi theo, càng ngày đuổi càng gần. 16 con hỏa thú khổng lồ gần nhất có một con há mồm thét lên một tiếng, phun ra một đạo viêm dịch nóng bỏng. Ở giữa đám dung nham nóng chảy màu đỏ quạch, viêm dịch này có vẻ vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt nó đã phun lên quả cầu đất của Vương Lâm, cả quả cầu bỗng rút nhỏ đi một vòng. Vương Lâm ở trong quả cầu đất thất khiếu chảy máu. Đối phương công kích lần này mặc dù hắn có cực cảnh thần thức nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một chút thôi. Hắn cắn chặt răng, dùng toàn bộ linh lực xông ra phía trước. Đám hỏa thú phía sau một đường phá vỡ thông đạo, liều mạng đuổi theo. Gần. Càng ngày càng gần. Cuối cùng 8 con hỏa thú khổng lồ cùng nhau phun ra viêm dịch bắn lên trên quả cầu đất. Trong nháy mắt, Vương Lâm thân thể run lên, từ trong quả cầu đất lao ra, dùng thần thức bao lấy thân thể, cố chịu sức nóng kinh khủng lao ra ngoài. Cũng may đã đến gần phía ngoài rồi nên Vương Lâm có thể từ trong dòng dung nham nóng chảy nhảy ra. Sau khi xuất hiện, hắn dừng chân và lập tức xuất ra pháp bảo thiết phiến từ trong túi trữ vật. Vừa bắn ra ngoài nó đã hóa thành một đạo cầu vồng dưới chân hắn, rồi trực tiếp bay theo cửa ra ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài có thể thấy một bóng người toàn thân phát ra khói đen, quần áo rách rưới từ trong một miệng núi lửa lao ra ngoài. Ở phía sau hắn, 16 con hỏa thú khổng lồ đuổi đến cạnh miệng núi lửa, không cam. Lòng rít lên điên cuồng, nhưng lạ thay lại không dám đuổi theo ra ngoài. Vương Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lại phía dưới, nhất thời phát run lên. Chỉ thấy trên miệng núi lửa có 16 con hỏa thú khổng lồ và vô số ánh mắt hình tam giác, tất cả mục tiêu của chúng chính là Vương Lâm ở giữa không trung. Đám hỏa thú đó tùy tiện một con cũng có thể chống lại được cực cảnh thần thức của hắn. Cái này căn bản là không thể xảy ra. Nếu thật sự như thế chỉ có thể giải thích là đám hỏa thú này không có linh hồn, cũng không có thần thức. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, mắt nhìn đám đông hỏa thú dưới miệng núi lửa, không nói lời nào vội bay đi xa xa. Dần dần sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, bởi vì trên đường đi nếu tình cờ gặp miệng núi lửa nào, hắn có thể thấy rõ trong đó toàn là hỏa thú. Cả đám ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, dường như chỉ đợi lệnh là toàn bộ lao ra khỏi miệng núi lửa vậy. Cả người Vương Lâm phát run, gãi gãi đầu âm thầm quyết định phải mau lấy bản đồ lập tức rời khỏi hỏa phần quốc. Từ nay về sau không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nghĩ đến đây thân mình hắn ngừng lại, cực cảnh thần thức tán xuất ra ngoài. Cảm ứng một lát sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, chuyển hướng quay về phía bắc bay đi. Mặc dù dọc theo đường đi hắn không nhìn núi lửa trên mặt đất nữa,
nhưng vẫn có thể cảm giác được có ánh mắt dõi theo. Giờ phút này, tứ đại thủy tổ Nguyên Anh kỳ của tứ đại tông phái ở Hỏa Phần Quốc từ bế quan đi ra, đều đứng ở đỉnh của giới tu chân trong nước. Nhưng bọn họ giờ này có thể cảm nhận rõ ràng thấy một luồng nhiệt khí cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ trên không trung của Hỏa Phần Quốc. Quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, đại biểu cho việc các núi lửa lớn nhỏ ở Hỏa Phần Quốc chuẩn bị bùng nổ. Mỗi lần như vậy bọn họ đều tự mình phong ấn những ngọn núi lửa mà mình phụ trách để ngăn cản núi lửa bùng nổ. Bởi vì một khi núi lửa bùng nổ, đối với Hỏa Phần Quốc mà nói là một hồi kiếp nạn khủng khiếp. Phàm nhân có thể tránh sang nước khác, hơn nữa cũng không bị cản trở lắm. Dù cho bị quốc vương nhân gian ngăn cản nhưng cũng sẽ có tu sĩ trong nước đứng ra khuyên bảo. Dù sao đối với những tu sĩ này mà nói thì phàm nhân mặc dù giống như con kiến, nhưng nếu có nhiều phàm nhân hơn thì đương nhiên có thể dễ tuyển ra được đệ tử tu tiên thích hợp. Phàm nhân có thể đi, nhưng tu sĩ lại không thể, bởi vì một khi có đại lượng tu sĩ đi đến nước khác tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến xảy ra. Ở trong giới tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là chuyện cả nước phải di chuyển. Bởi vì khi di chuyển cũng đại biểu cho linh khí bị tiêu tán số lượng lớn, đại biểu cho các tu chân môn phái bản địa bị đại loạn, đại biểu cho linh thạch pháp bảo xuất hiện dao động lớn. Số lượng quốc gia tu chân trên toàn bộ Chu Tước Tinh là cố định. Một khi núi lửa ở Hỏa Phần Quốc bùng nổ, sau đó kết quả nhất định là tràn ngập linh khí hỏa thuộc tính bạo ngược. Linh khí này căn bản không thể hấp thu để tu luyện. Kể từ đó về sau một thời gian dài, tu sĩ ở trong Hỏa Phần Quốc sẽ không thể nào sinh tồn được. Chẳng qua cũng may chuyện như vậy chưa hề xảy ra lần nào. Núi lửa ở Hỏa Phần Quốc tuy nhiều nhưng mỗi lần đều được phong ấn kịp thời, mặc dù bùng nổ nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Ba canh giờ sau, Vương Lâm dừng lại ở một chỗ trên quan đạo. Khuôn mặt hắn vốn đang âm trầm, giờ thấy cảnh trên quan đạo bỗng chuyển thành xanh mét. Trên quan đạo đang nằm ngổn ngang mấy chục thi thể, bên cạnh còn có mấy chiếc xe ngựa, mấy thớt ngựa ngã trên mặt đất nằm im không hề nhúc nhích. Những người này phần lớn là nam, mỗi người vẻ mặt đều lộ vẻ thống khổ, trong tay hầu như đều đang cầm vũ khí. Rõ ràng là trước khi chết đang đánh nhau sống chết. Ở một chỗ ngoài xe ngựa, Vương Lâm dừng bước, tay phải vung lên, toàn bộ xe ngựa dường như bị cuồng phong tập kích, bất kể là bánh xe hay là trần xe đều bị nhấc lên. Một thân thể hạ xuống, trong nháy mắt một đạo hồng quang từ giữa bay ra, ở giữa không trung hóa thành hình dáng một ma đầu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng ngay sau đó liền biến thành dữ tợn, khàn giọng quát. Ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi, những người phàm tục hồn phách quá mức vô vị, không biết của ngươi hương vị như thế nào. Nói xong, hắn bổ nhào về phía trước, hướng về Vương Lâm đánh tới. Vương Lâm trước đã tính toán kỹ. Hắn sở dĩ có thể tìm được ma đầu kia bởi vì lúc trước đưa dã thú cho tên này cắn nuốt, mỗi con Vương Lâm đều lưu lại một ít thần thức trên đó. Cứ như vậy nuôi nấng mỗi ngày, mặc dù ma đầu có thể trở nên mạnh hơn nữa thì hắn vẫn có thể khống chế tự nhiên. Nhưng hiện giờ thời gian ngắn ngủi, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được vị trí của đối phương mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 133, Cử Quốc Thiên Di 1+2. Đáng tiếc, lúc trước truy tìm Tôn Hữu Tài lại gặp phải hỏa linh thú. Sau đó bất ngờ xảy ra biến cố, khiến cho ma đầu chạy trốn. Vì vậy từ trong núi lửa đi ra, Vương Lâm liền sử dụng thần thức tìm kiếm. Lúc này, sau khi liên tục cắn nuốt hơn 10 người, tu vi của ma đầu đã khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập vào cảnh giới giả đan. Hắn nhận thấy hoàn toàn thoải mái trong sự khống chế của Vương Lâm nên vọt tới. Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng. Trong mắt có một tia sáng màu đỏ thoáng qua, nhất thời ma đầu như bị một tia sét đánh trúng, kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui lại. Làm sao Vương Lâm có thể để cho hắn được như ý? Bước lên một bước, tay phải, chộp một cái, dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình nắm lấy ma đầu. Lập tức ma đầu kêu lên, cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Lâm giống như điếc, cực cảnh thần thức liên tiếp giáng vào ma đầu. Hắn khống chế thần thức hết sức chuẩn xác.
mỗi lần đều dừng lại đúng lúc ma đầu sắp sửa tiêu tán, để cho hắn kịp hồi phục lại một chút. Từng làn khói xanh từ trên người ma đầu lan ra. Tiếng kêu thảm thiết của hắn càng lúc càng yếu, cuối cùng rũ người xuống. Sự sợ hãi trong mắt ma đầu đối với Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Hai mắt Vương Lâm lạnh như băng, lộ rõ một sự vô tình, nhìn chằm chằm vào ma đầu, lạnh nhạt nói, còn một lần nữa. Chết! Sự run sợ, kinh hoàng vẫn chưa hết, ma đầu liên tục vâng dạ. Vương Lâm vỗ túi chữ vật một cái, pháp bảo thiết phiến liền bay ra. Ma đầu không cần Vương Lâm nhắc nhở vội hóa thành một tia sáng màu hồng, chui vào bên trong. Sau khi pháp bảo thiết phiến lóe lên vài cái, liền chui trở lại trong túi chữ vật. Tâm tính của hắn lúc này so với khi ở Triệu Quốc trước đây đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu nói lúc trước tính cách của Vương Lâm mang theo một nét giản dị, mộc mạc, chân chất của một thiếu niên sinh sống ở Sơn Thôn thì bây giờ, toàn bộ sự mộc mạc chân chất đó đã tan thành mây khói. Trong tu chân giới, mạnh được yếu thua. Nếu ngay cả tính mạng của người nhà cũng không thể bảo toàn thì có lý do gì phải thể hiện sự từ bi nữa. Tư Đồ Nam nhiều lần muốn mình tiến vào ma đạo, trở thành một kẻ tu ma. Trước đó, Vương Lâm vẫn còn có một chút mâu thuẫn trong lòng. Nhưng sau một lần tử vong vừa rồi, hắn chẳng còn gì để mà lưỡng lự. Thành ma thì sao cơ chứ? Vương Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn vung hai tay lên, tất cả thi thể xung quanh đều tan thành mây khói. Thân thể hắn thoáng động liền bay lên trời. Tại một vị trí hẻo lánh, nhưng không phải trong khu vực núi lửa hay sơn mạch, Vương Lâm đảo qua một vòng, chọn lấy một vị trí rồi hạ xuống. Hắn lấy pháp bảo thiết phiến ra, nhanh chóng tạo một cái động phủ. Sau khoảng một nén nhang, động phủ đã thành hình. Vương Lâm liền tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào, hắn dùng đá vụn bày bên ngoài cửa một cái mê tung trận pháp, rồi phong kín cửa động. Làm xong tất cả mọi chuyện, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy túi chữ vật của Tôn Hữu Tài và trung niên Hắc Y ra xem. Sau khi sử dụng thần thức dò xét một lúc, hắn liền lấy ra ba cái ngọc giản. Áp cái ngọc giản thứ nhất vào trán. Sau khi xem xét một lúc, Vương Lâm hơi trầm ngâm rồi đặt nó sang một bên. Trên ngọc giản đó ghi chép lại phương pháp tu luyện của một loại công pháp tên là Đại Tự Tại Tu La Thuật. Công pháp đó xuất thân từ Tà Ma Tông. Ở Hỏa Đốt Quốc, Tà Ma Tông là một môn phái ma đạo. Bọn họ tu luyện một loại công pháp khiến cho mọi người nghe thấy đều hoảng sợ, đó là Đại Tự Tại Tu La Thuật. Công pháp này tổng cộng có 6 tầng. Người tu luyện công pháp đó chính là tu luyện vô tình Tu La Đạo. Tu luyện công pháp này phải lấy giết chóc để luyện tâm. Lấy luyện tâm nhập vào vô tình đạo, đắm chìm trong vô tình đạo, luyện ra Tu La chi hồn. Sau đó lấy cái hồn đó thay thế Nguyên Anh. Đến lúc đó Đại Tự Tại Tu La Thuật đã chính thức thành công. Khi tu luyện công pháp này, ở giai đoạn đầu yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi ngày đều phải giết một người. Vương Lâm ngưng thần suy nghĩ, đoán rằng Hắc Y Trung Niên chắc chắn là tu luyện Đại Tự Tại Tu La Thuật. Ngọc giản này đúng là ở trong túi chữ vật của hắn. Đối với thứ công pháp đó, Vương Lâm cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng một số pháp thuật ghi trên ngọc giản, hắn lại rất thích thú. Những thứ đó đều là pháp thuật ma đạo, ngoài sự tàn nhẫn ra thì nó rất thực dụng. Cầm lấy cái ngọc giản thứ hai, thần thức Vương Lâm khẽ đảo qua một cái, nét mặt xuất hiện sự vui mừng. Trên cái ngọc giản đó ghi chép một loại pháp thuật là Ngụy Thổ Độn Thuật. Thổ Độn Thuật là một loại độn thuật trong ngũ hành. Danh tiếng của ngũ hành độn thuật rất vang dội. Ở thời kỳ thượng cổ nó là một trong những đại thần thông. Mặc dù tu chân giới thượng cổ đã biến mất, tu chân liên minh xuất hiện sau này cũng vô cùng hiếm thấy ngũ hành độn thuật. Chỉ có điều danh tiếng của ngũ hành độn thuật quá lớn, vì vậy mà xuất hiện khá nhiều những thể loại biến hóa của nó. Tuy nhiên, so sánh với độn thuật chân chính thì chúng chỉ mới đạt được một chút vẻ ngoài mà thôi. Ngọc giản trong tay Vương Lâm cũng không phải ngũ hành độn thuật chính thức. Nó chỉ tinh tiến hơn một số pháp thuật mang tính hình thức một chút mà thôi. Nhưng một chút tinh tiến đó cũng khiến cho uy lực của nó hoàn toàn khác biệt. Đắm chìm vào trong việc nghiên cứu thổ độn thuật, thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho tới sáng hôm sau, Vương Lâm mới từ từ mở hai mắt, trên mặt có chút lĩnh ngộ. Hắn vẫn ngồi im, hai tay vỗ xuống mặt đất. Nhất thời, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ,
xuất hiện cách đó ba trượng. Nét mặt Vương Lâm lộ vẻ vui sướng, thì thào, lẩm bẩm, thân thể Mã Lương này vô luận là thiên tư hay linh căn đều mạnh hơn so với thân thể trước của ta không ít. Mặc dù chưa đến mức tuyệt hảo nhưng cũng có thể đạt tới mức trung bình. Tu luyện thổ độn thuật cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thùng bằng gỗ chứa dịch thể linh khí, uống một hớp lớn rồi ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Sau nửa canh giờ, cảm giác mệt mỏi sau khi nghiên cứu thổ độn thuật hoàn toàn biến mất. Hắn không hề hoang mang, cầm lấy cái ngọc giản thứ ba, ngưng thần xem xét. Trên cái ngọc giản ghi chép một ít sự việc của Tôn Hữu Tài diễn ra trong suốt 30 năm tu luyện của hắn. Trong đó còn nói cả mấy chuyện quan hệ phức tạp của hắn với mấy vị nữ tu. Tất cả những việc đó, Vương Lâm đều lướt qua. Chính thức khiến cho hắn cảm thấy hứng thú đó là Tôn Hữu Tài trong mười mấy năm qua ăn các loại đan dược cũng đều kể lại rất chi tiết. Trong đó có nhắc tới hơn 10 loại đan dược. Mỗi một loại sau khi ăn vào đều có tác dụng gia tăng linh lực, tăng tiến tu vi. Ngoại trừ việc đó ra, còn có 7-8 chuyện hắn cũng để ý, nhưng không hề thấy nói tới đan dược. Sau khi xem xong, Vương Lâm cất ba cái ngọc giản, rồi tiếp tục dò xét những vật phẩm khác trong túi trữ vật. Trong túi trữ vật của Tôn Hữu Tài, ngoại trừ vài bình đan dược ra, không hề có một loại pháp bảo nào khác. Nếu trước đó, có thể Vương Lâm sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng sau khi xem xong ngọc giản ghi chép lại những chuyện của đối phương, hắn biết Tôn Hữu Tài có giết người đoạt bảo mấy lần. Nhưng sau đó đem tất cả đổi lấy linh dược để tăng thêm tu vi. Trong túi trữ vật của trung niên Hắc Y có vài vật phẩm khiến cho Vương Lâm để ý. Đó là một tấm phủ. Trên tấm phủ được vẽ một số ký hiệu màu đen, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Theo kinh nghiệm của Vương Lâm thì tấm phù này đúng là do cao thủ kết đan kỳ chế tạo. Nó có thể phát ra một kích có uy lực tương đương với tu vi của người chế tạo. Cầm tấm phù, Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Nếu Hắc Y trung niên cẩn thận một chút, lấy ra thứ bảo vật này thì có thể không bỏ mình. Nhưng hiển nhiên, thứ này đúng là vật hộ thân của hắn. Nếu không vạn bất đắc dĩ cũng không muốn dùng tới. Đáng tiếc, khi gặp Vương Lâm, hắn lại có ý khinh địch nên ngay cả thời gian lấy ra bảo bối cũng không có. Ngoài thứ này ra, những đồ vật khác trong túi cũng chẳng đáng để nhắc tới. Sau khi sắp xếp hết lại chiến lợi phẩm, Vương Lâm sờ sờ mi tâm, hạt nghịch thiên châu từ từ chui ra, lơ lửng trong không trung. Nhìn hạt châu, Vương Lâm nhếch mép cười khổ. Lúc này, mặt ngoài của hạt châu đã xuất hiện 5 cái lá cây. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Nghịch Thiên Châu phải có đủ ngũ hành viên mãn mới có thể phát huy uy lực chính thức. Bây giờ, hai loại thuộc tính linh lực thủy và hỏa đã viên mãn. Mộc thuộc tính mới được có một nửa, còn lại hai loại kim thổ thuộc tính chưa hề có chút nào. Trong lòng Vương Lâm có chút mong đợi, sau khi ngũ hành viên mãn không biết hạt châu sẽ có uy lực như thế nào. Còn lúc này, ngoại trừ mộng cảnh không gian ra, nó chẳng còn tác dụng nào nữa. Nhưng có thể làm đệ nhất cao thủ của Chu Tước Quốc, Tư Đồ Nam phải tranh đoạt khiến cho bị hủy mất thân thể thì làm sao có thể đơn giản. Nhìn chằm chằm vào hạt châu, hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi nắm lấy nó nhét vào mi tâm, hắn nhặt lấy một cái túi trữ vật. Một cái ngọc giản bay ra, Vương Lâm chộp lấy sử dụng thần thức để dò xét. Trên ngọc giản là do Dương Hùng từ Chiến Thần Điện chép lại các phương pháp luyện khí và khẩu quyết. Trên đường đi, Vương Lâm vẫn không có thời gian để xem xét. Đến bây giờ mới có thể cẩn thận nghiên cứu. Vào lúc này, trong hỏa phần quốc vô số ngọn núi lửa tỏa ra khói đen càng lúc càng đậm. Linh lực khô nóng lan tràn bên trong hỏa phần quốc. Ngoại trừ việc đó ra, đám đệ tử của bốn đại tông phái còn phát hiện hỏa linh thú trong miệng núi lửa. Đám người đó quá sợ hãi, nhanh chóng dùng các phương pháp để báo cáo. Bốn đại tông phái đối với chuyện phong ấn núi lửa cũng có nghe qua. Thậm chí cả chuyện hỏa linh thú cũng được biết đến. Nhưng có điều những chuyện như thế này, chỉ có cao thủ Nguyên Anh kỳ mới có thể hiểu rõ. Vào lúc này tại đại sảnh trong Chiến Thần Điện, có 4 nam 2 nữ, đứng thành hai bên, cau mày, trầm mặc không nói. Chư vị thấy việc này thế nào? Một lão nhân tóc bạc trắng đứng bên tay trái, trầm giọng nói. Tống sư huynh, ta cũng chỉ xem trong một ít cổ thư mới biết về hỏa linh thú.
Tuy nhiên trong đó có một chút khoa trương nên ta cũng không để ý lắm. Ta nghĩ, nếu nó là một loại linh thú có linh trí thì bắt lấy. Với sự liên thủ của 6 người chúng ta, ta không tin lại không bắt được nó. Một trung niên văn sĩ có khuôn mặt trắng như ngọc, nhìn hết sức tào nhã. Thanh âm của hắn mặc dù lãnh đạm nhưng tràn ngập ngạo khí, hoang đường. Khi tu vi của ta còn là kết đan kỳ đi theo sư phụ đã từng gặp hỏa linh thú một lần. Trời sinh ra nó có thể kháng lại toàn bộ pháp thuật hệ hỏa. Thậm chí những pháp thuật hệ hỏa đánh lên người nó lại còn tăng thêm uy thế. Chỉ có pháp thuật thuộc tính hàn mới có thể chống lại nó mà thôi. Một mỹ phụ đã từng gặp Vương Lâm một lần, không hề khách khí nói. Trung niên văn sĩ không hề xấu hổ, trìu mến nhìn nữ tử, khẽ cười, lắc đầu không nói. Việc này nói thì cũng đơn giản. Nếu con hỏa linh thú đó sống đã lâu năm mà vẫn không rời khỏi núi lửa thì chắc chắn nó bị sự hạn chế nào đó. Ta chỉ cần gia tăng sự phong ấn là được. Ở đây thương nghị không bằng phong ấn cho sớm. Lưu Mỗ đi trước. Người vừa mở miệng, đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ thấy người này cao khoảng 6 thước 3 tấc, mắt dài trán cao, miệng rộng mà thôi. Mắt thấy những người khác vẫn còn trầm mặc, lão nhân họ Tống trầm giọng nói, thôi. Chỉ mong hỏa linh thú xuất hiện sẽ không khiến cho việc phong ấn thất bại. Theo quy tắc từ trước đến nay, tất cả chúng ta đều tới đó, phong ấn núi lửa. Một cảnh tương tự cũng diễn ra ở Lạc Hà Môn, Tà Ma Tông và Thi Âm Tông. Vì vậy mà việc phong ấn đều do cao thủ Nguyên Anh kỳ của Hỏa Phần Quốc tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp Hỏa Phần Quốc thường xuyên thấy được cao thủ Nguyên Anh kỳ xuất hiện ở khu vực núi lửa để phong ấn. Mấy ngày này, linh khí trong thiên địa dao động càng lúc càng mạnh. Khi tới phong ấn, điều khiến cho tất cả các cao thủ Nguyên Anh kỳ đều cảm thấy quái dị chính là mỗi một ngọn núi lửa đều có vô số hỏa linh thú. Tuy nhiên, ánh mắt của chúng hết sức lạnh lùng không hề tiến ra ngăn trở, phong ấn hay tấn công mà chỉ đứng nhìn. Ánh mắt của chúng hoàn toàn lãnh đạm với việc phong ấn. Từ từ, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham gia phong ấn càng cảm thấy nặng nề. Thái độ lạc quan lúc trước của một số người không khỏi thay đổi. Tất cả chuyện đó, đối với Vương Lâm đang tập trung nghiên cứu việc luyện khí cũng không phải là không biết. Việc gặp phải hỏa linh thú, Vương Lâm đã sớm đoán được. Nhưng hắn phải đợi thêm 10 ngày, chờ Lâm Đào cầm bản đồ tới. Đến khi đó, hắn mới có thể rời đi. Nếu không, hắn phải tiến vào các quốc gia khác tìm bản đồ thật sự rất mất thời gian. Vào một ngày, còn cách thời gian ước hẹn với Lâm Đào 4 ngày, thần thức của Vương Lâm rút ra khỏi ngọc giản luyện khí. Nét mặt của hắn hơi uể oải, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui sướng. Ngọc giản ghi chép về việc luyện khí bác đại tinh thâm không thể nắm giữ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi biết được điều đó, lập tức hắn tập trung vào việc luyện chế phi kiếm. Nâng niu cái ngọc giản luyện khí trên tay rồi cất vào trong túi trữ vật. Vương Lâm vung tay phải lên, pháp bảo thiết phiến liền bay ra, xoay một vòng quanh người hắn rồi lơ lửng trước mặt. Trải qua một thời gian sử dụng, kích thước của thiết phiến đã nhỏ đi một nửa, quanh mép của nó đã biến thành màu đen. Hiển nhiên là do phải thường xuyên phi hành với tốc độ cao nên mới bị như thế. Vương Lâm trầm tu một chút, hai tay liền chắp lại. Mấy tia linh lực mỏng manh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Những tia linh lực đó chính là bước đầu tiên luyện khí của chiến thần điện. Luyện khí thuật của chiến thần điện hoàn toàn khác với phương pháp thông thường. Nó không sử dụng linh hỏa để luyện chế hay sử dụng lò luyện cùng với việc khắc thêm trận pháp. Lại càng không phải dung hợp thêm các loại tài liệu, mà sử dụng một phương pháp đặc biệt. Phương pháp đó chú trọng vào ba quá trình, điều, dung, hợp. Đồng thời, luyện khí thuật của chiến thần điện còn cần một cái khí cụ quan trọng được nhắc tới rất nhiều trong ngọc giản. Đó là một cái phiên ưng lô. Tác dụng của phiên ưng lô chủ yếu là kích thích thuộc tính bản nguyên của các loại tài liệu luyện khí. Chỉ có chế tạo ra phiên ưng lô mới xem như sơ bộ nắm được bước đầu tiên về luyện khí thuật của chiến thần điện. Hai tay Vương Lâm biến hóa rất nhanh, số lượng những tia linh lực trong tay hắn không ngừng tăng lên. Cuối cùng đan lẫn vào nhau, giống như hai tay Vương Lâm bị bao bởi một mảnh lụa, hình thành một vầng sáng trong vắt. Sau khi tấm lụa linh lực được hình thành, hai tay Vương Lâm run nhẹ, khiến cho nó bay lên.
ánh mắt Vương Lâm chợt hiện lên phương pháp thế tạo phiên ưng lô trong ngọc giản. Phương pháp đó có một yêu cầu rất chặt chẽ, đó là phải cần một cái đầu lâu linh thú làm thân lô. Vương Lâm không biết rằng cái yêu cầu này đã khiến cho phần lớn tu sĩ luyện khí của Chiến Thần Điện phải dừng chân. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật một cái. Một cái thùng nhỏ và xác rắn bay ra. Cái xác rắn đó có trong túi trữ vật của Hứa Hạo, cũng chẳng biết hắn tìm được nó ở đâu. Trước kia, Vương Lâm vẫn không để ý tới nó, nhưng vì lần này chế tạo phiên ưng lô cần một cái đầu lâu linh thú nên mới lấy ra dùng thử. Theo suy nghĩ của Vương Lâm thì xác rắn có lẽ là một linh sủng của một vị tu sĩ nào đó đi theo chủ nhân vào chiến trường ngoại vực, sau đó bị chết. Cuối cùng, khi Hứa Hạo thu dọn chiến trường đã nhặt được nó. Cẩn thận cắt lấy cái đầu rắn, sau khi lóc hết da thịt, chỉ còn lại một cái sọ hoàn chỉnh. Sau khi rửa sạch máu, não bên trong, nó đã sẵn sàng trở thành một cái thân của phiên ưng lô. Tiếp đó, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cẩn thận khống chế tấm lụa bằng linh lực, từ từ áp vào thân lô. Một tiếng động vang lên, trên cái sọ xuất hiện một vết nứt. Nhưng tiếng tanh tách phát ra liên tục, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng cả cái đầu lâu vỡ ra làm. Vô số mảnh rơi xuống đất, tấm lụa được tạo thành bởi linh lực cũng từ từ tiêu tan. Chế tạo phiên ưng lô đã bị thất bại, Vương Lâm cười khổ. Tuy rằng thất vọng, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Trên ngọc giản cũng đã nói qua tỷ lệ thất bại khi chế tạo phiên ưng lô là rất cao. Nếu muốn tăng tỷ lệ thành công, ngoại trừ việc khống chế những tia linh lực thật tốt thì quan trọng nhất là phải lựa chọn được thân lô. Tốt nhất là lấy sọ của linh thú vừa mới chết đi. Thực lực của linh thú cũng là một điểm quan trọng. Nếu có thể lấy được đầu cốt của thú hoang thì tỷ lệ lại càng lớn hơn. Trái lại, nếu linh thú chết đi đã lâu, khi dùng sọ của nó, tỷ lệ sẽ giảm xuống rất nhiều. Còn nếu không phải linh thú thì cơ bản xác suất thành công gần như bằng không. Chất lượng của thân lô càng tốt sẽ quyết định tới hiệu quả của việc luyện khí sau này. Điều này không ngừng được nhắc đến trong ngọc giản. Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ một chút. Linh thú có trong túi của hắn cũng chỉ có một cái xác rắn vừa rồi. Bây giờ, xà cốt bị vỡ vụn, không thể tiếp tục chế tạo phiên ưng lô được nữa. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ còn cách lựa chọn một phương pháp khác để luyện khí. Hắn điểm một cái lên thiết phiến, khiến cho nó xoay tròn tại chỗ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức một giọt thiết thủy rơi xuống, kích thước của thiết phiến càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, theo tốc độ chuyển động của nó, thiết phiến bị hòa tan toàn bộ, chỉ để lại trên mặt đất một bãi thiết thủy. Ma đầu ký thân trên thiết phiến đã sớm bay ra, đứng một bên len lén nhìn Vương Lâm. Hư ảnh tiểu kiếm xanh biếc chậm chậm từ trong bãi thiết thủy bay lên, xoay quanh người Vương Lâm. Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi kiếm màu đen. Thanh phi kiếm này chính là vật của sư huynh Tôn Hữu Tài. Vương Lâm chỉ một cái vào hư ảnh của tiểu kiếm. Nhất thời, nó liền vọt vào trong thanh phi kiếm màu đen, từ từ dung nhập. Loại phương, pháp này mặc dù trực tiếp nhưng cũng là phương pháp luyện khí thấp nhất. Thậm chí, cũng không thể tính là luyện khí cũng được. Nó cũng tương tự như việc đoạt xá, thay đổi cho phi kiếm một cái thân khác mà thôi. Sau khi thử một chút, hắn liền cau mày lại. Tốc độ của phi kiếm so với thiết phiến nhanh hơn một chút, nhưng so với lúc ở Triệu Quốc thì vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này thì như thế đã là tốt lắm rồi. Ma đầu không đợi Vương Lâm nhắc nhở liền ngoan ngoãn chui vào trong thân phi kiếm. Sau đó, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, thầm tính toán thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn chẳng hề do dự, biến mất tại chỗ. Vương Lâm không biết rằng trong mấy ngày hắn bế quan, tại Hỏa Phần Quốc đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Nguyên nhân của biến động đó xuất phát từ một tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Lạc Hà Môn. Trong lúc phong ấn núi lửa thì ngọn núi mà hắn phụ trách đột nhiên bộc phát. Nham thạch nóng chảy phun lên cao tới gần trăm trượng. Cùng lúc đó, những đám khói đen xuất hiện che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, việc khiến cho vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó tái mặt chính là một biển hỏa linh thú từ trong ngọn núi lửa theo nham thạch vọt ra. Trong đám hỏa linh thú đó có một con có thân thể rất lớn. Nó lao thẳng về phía tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Sau khi một người một thú giao chiến, viên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không địch lại được, trọng thương bỏ chạy.
Cũng may hỏa linh thú cũng không đuổi theo mà chạy đến miệng những ngọn núi lửa khác, phá hủy phong ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, từng ngọn núi lửa trong hỏa phần quốc cứ thế bộc phát. Khắp đất trời tràn ngập linh khí hỏa hệ. Trong tình hình này mà ngồi thổ nạp, nhẹ thì bị tẩu hỏa nhập ma, mà nặng thì bị bốc cháy mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cả hỏa phần quốc trở nên đại loạn. Đầu tiên là người thường. Đối với con người mà nói, bọn họ làm sao có thể chống lại hỏa linh thú? Phàm nhân của hỏa phần quốc lập tức di chuyển. Tiếp, theo đó là những gia tộc tu chân lớn, nhỏ. Tất cả các gia tộc đều nhìn về phía bốn đại tông phái, xem bọn họ định đoạt thế nào. Là chiến hay rời đi? Tu sĩ Nguyên Anh kỳ của bốn đại tông phái tập trung tại chiến thần điện. Bọn họ cấp báo lên thượng cấp tu chân quốc, đồng thời quyết đoán ra lệnh cho đám đệ tử di chuyển. Tất cả các đệ tử ra ngoài đều nhanh chóng trở về môn phái, tập trung di chuyển quốc gia. Dù sao thì việc bao giờ tứ cấp tu chân quốc xuất hiện, bọn họ cũng chẳng biết. Vì vậy mà không một ai dám đánh cuộc. Nếu không chịu rời đi, thì chỉ sợ rằng cho dù có tiêu diệt được hỏa linh thú thì thực lực của hỏa phần quốc cũng bị tổn hại rất lớn. Có khả năng bị giáng xuống nhị cấp tu chân quốc. Biên giới của hỏa phần quốc giáp với Tuyên Vũ quốc. Tuyên Vũ quốc cũng là tam cấp tu chân quốc, sánh ngang với hỏa phần quốc. Các thế lực trong Tuyên Vũ quốc rất phức tạp, có vô số môn phái. Lúc Vương Lâm từ trong sơn động đi ra cũng đúng vào lúc bốn đại tông phải di chuyển. Di chuyển cả môn phái nói thì đơn giản nhưng thực tế hết sức rắc rối. Hơn nữa, dưới sự tập kích của hỏa linh thú, bọn họ vừa sắp xếp di chuyển, vừa phải phái đệ tử ra ngăn chặn. Chính vì vậy, tứ đại môn phải liền tụ tập lại một chỗ với các gia tộc tu chân, tạo thành một đội hình hơn 2 vạn tu sĩ. Hỏa linh thú từ trong núi lửa tràn ra, tạo thành một quân đoàn hơn 10 vạn. Bọn chúng triển khai bao vây, từ 4 phương 8 hướng ép tới. Sau vài trận đại chiến, đại quân tu sĩ cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây của hỏa linh thú. Sau khi lưu lại một số lượng cản bước chân của chúng, liền nhanh chóng đi tới biên giới Tuyên Vũ quốc. Khi Vương Lâm vừa ra khỏi sơn động, trong mắt của hắn liền xuất hiện 7-8 vị tu sĩ bị một đám hỏa linh thú bao vây. Máu tươi bay lên tung tóe, trong nháy mắt chết gần như không còn một người nào. Các bạn đang nghe truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 134, Phong Vân biến sắc. Vương Lâm không hề do dự, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật, chạy về phương hướng chiến thần điện. Dọc đường đi hắn phát tán thần thức, có thể thấy khắp nơi toàn là hỏa linh thú. Hắn càng đi càng kinh hãi. Lập tức hắn thay đổi phương hướng, không đi tìm Lâm Đào nữa mà căn cứ theo trí nhớ của Mã Lương, bỏ chạy về hướng biên giới. Hỏa phần quốc đã không còn ở được nữa. Tuy nhiên, hắn đi chưa được xa, thì có một cỗ thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi đảo qua liền nhanh chóng tập trung bám theo người hắn, Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Thần thức của hắn nhanh chóng phát hiện trong đám mây phía trên có 16 con hỏa linh thú to lớn đang đứng thành một cái vòng tròn. Giữa vòng trong lơ lửng một cái hỏa hoàn, từng sợi tơ màu hồng từ hỏa hoàn lan tràn ra xung quanh, tiếp xúc với đầu của 16 con hỏa linh thú. Cỗ thần thức khổng lồ đó đúng là từ trong hỏa hoàn phát ra. Hiển nhiên, đây là do 16 con hỏa linh thú tập trung lại một chỗ, lợi dụng thiên phú của bản thân thi triển thần thông. Sau khi phát hiện được Vương Lâm, trong nháy mắt, từ hai mắt của 16 con hỏa linh thú lóe lên quang mang. Cả đám giống lên giận dữ vọt tới vị trí của Vương Lâm. Vương Lâm không nói một lời, tốc độ tăng lên, nhanh chóng bỏ chạy. 16 con linh thú gầm rú phun ra những thứ giống như dung nham khiến cho mặt đất biến thành màu đỏ, xuất hiện vô số vết nứt. Vương Lâm đã bị thiệt thòi một lần làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ một lần nữa được. Đúng vào lúc mấy con hỏa linh thú phun dịch thể, hắn liền nhảy ra khỏi lòng đất, hóa thành một đạo cầu vồng, bay đi. 16 con hỏa linh thú liền đuổi theo. Sở dĩ chúng ẩn nấp ở đây chính là để tìm ra tu sĩ đã giết chết hỏa linh thú tổ. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu chúng. Đồng thời cũng bởi Vương Lâm mà đám hỏa thú căm hận tất cả các tu sĩ. Gần như cứ thấy người nào là chúng giết người đó. Tuy nhiên, bọn chúng cũng bị chết rất nhiều.
Dưới pháp bảo cao cấp của tu sĩ có tu vi cao, hỏa linh thú chết vô số. Chuẩn xác mà nói thì hỏa linh thú không hề có linh hồn. Chúng tồn tại theo một cách thức rất đặc biệt. Phi kiếm bình thường không thể phá hủy được thân thể cứng rắn của chúng. Phương pháp duy nhất để giết chúng chính là dùng những pháp bảo có uy lực mạnh, phá hủy thân thể. Chỉ có điều số lượng hỏa linh thú thực sự quá nhiều. Chúng vẫn đang cuồn cuộn chui ra từ miệng núi lửa. Số lượng của bọn chúng có bao nhiêu, chỉ sợ rằng ngoài hỏa linh thú tổ bị nghịch thiên châu hấp thu ra, không còn người nào có thể biết. Vương Lâm càng bay càng nhanh. Mấy con cự thú phía sau nếu ở trong dung nham thì tốc độ của chúng chắc chắn vượt qua Vương Lâm. Nhưng lúc này ra khỏi dung nham, tốc độ của chúng lập tức giảm xuống. Duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Có điều, Vương Lâm cũng chịu không nổi. Khắp nơi chỉ toàn là linh khí hỏa hệ. Mỗi lần hít một cái, trong cơ thể hắn lại cảm thấy hết sức đau nhức. Ngoại trừ đám hỏa linh thú đang gầm giống sau lưng, trên đường đi hắn còn bị vô số con xuất hiện ngăn cản. Từ từ, hỏa linh thú đuổi theo phía sau hắn càng lúc càng nhiều. Vương Lâm sử dụng thần thức lướt qua mà lạnh cả người. Phía sau hắn là tầng tầng lớp lớp hỏa linh thú, không thể nhận biết được có bao nhiêu con. Chỉ cần hắn dừng lại, chắc chắn sẽ bị phân thây thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Vương Lâm đâu có phải là loại người yên lặng chịu chết. Năm đó vẫn còn ở ngưng khí kỳ, khi bị Đằng Lệ đuổi giết hắn cũng vẫn dám phản kháng đánh lén. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên một chút hàn quang. Hắn lấy ra thùng gỗ đựng dịch thể linh lực. Vừa phi hành vừa uống để bổ sung linh lực tiêu hao trong cơ thể. Kế tiếp, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một đạo hắc quang. Nó lóe lên một cái rồi thuấn di, đâm về phía một con hỏa linh thú. Một tiếng động vang lên, trên ngực con hỏa linh thú xuất hiện một vết máu, bắn ra xa, ngã xuống đất. Nó nhanh chóng bật dậy, rít lên vài tiếng rồi lại lao đến. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt xuất hiện một chút âm trầm. Con hỏa linh thú chẳng những không thể công kích được bằng thần thức mà ngay cả thân thể của nó cũng rất cứng rắn. Phi kiếm đâm chúng mà nó chỉ bị thương không chết. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi. Vương Lâm không cam lòng, tiếp tục khống chế phi kiếm đánh lén. Cuối cùng trong một lần công kích, phi kiếm đâm chúng vào mi tâm của một con hỏa thú. Thân thể của nó lập tức run lên, sau đó liền phát nổ, tỏa ra một làn sóng nhiệt. Ngay lập tức trên đầu Vương Lâm tỏa ra mùi khét nồng nặc. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn lại hiện lên một sự vui mừng. Trong đầu hắn thầm nghĩ thì ra hỏa linh thú cũng không phải không có nhược điểm. Sau đó, Vương Lâm không ngừng khống chế phi kiếm đánh lén. Trong nháy mắt lại có một con hỏa linh thú bị chết dưới kiếm của hắn. Theo sự phỏng đoán của Vương Lâm thì một con hỏa linh thú bình thường có tu vi tương đương với ngưng khí kỳ. Chỉ có điều nó không sợ công kích bằng thần thức, thân thể cứng rắn nên rất khó giết chết. Dù sao thì Vương Lâm cũng chỉ có một mình, lực sát thương cũng có hạn. Hơn nữa, hỏa linh thú lại không biết sợ hãi. Mặc dù bị chết tương đối nhưng chúng vẫn liên tiếp vọt tới. Cuối cùng, sau nhiều lần thuấn di, lại thêm kiếm linh mới chỉ dưới dạng ký thân, chưa được tế luyện chính thức, nên phi kiếm đã bị biến dạng. Có rất nhiều chỗ bị sứt mẻ. Lúc này, cho dù là chủ nhân của phi kiếm sống lại cũng không thể nhận ra nó. Mắt thấy không thể duy trì được một thời gian dài, hơn nữa hỏa linh thú lại không ngừng tăng lên. Mặc dù Vương Lâm có linh khí dịch thể bổ sung, nhưng lại phải dùng linh lực liên tục. Một khi bổ sung không kịp, thời thì hắn chỉ có một con đường chết. Vương Lâm cắn răng một cái, không bay về phía Tuyên Vũ Quốc nữa, mà đổi hướng lao về phía Chiến Thần Điện. Hắn không tin Chiến Thần Điện đã bị hỏa linh thú tiêu diệt. Nếu hắn là lão tổ của Chiến Thần Điện, chắc chắn sẽ lựa chọn di chuyển. Mà cái chuyện di chuyển này không thể nói là làm ngay được, tất nhiên sẽ phải mất một chút thời gian. Hơn nữa, cho dù di chuyển cũng không thể có tốc độ quá nhanh. Dù sao thì di chuyển một phái cũng có rất nhiều người. Mà hắn mới bế quan trong động phủ được có 8 ngày. Cứ cho là ngày đầu tiên hắn bế quan, hỏa linh thú đã xuất hiện thì Chiến Thần Điện cũng không thể di chuyển hết nhanh như vậy. Đó cũng chỉ là sự suy đoán của hắn. Chính thức làm cho Vương Lâm hạ quyết tâm đó chính là bản mệnh tinh phách trong cơ thể hắn có thể cảm ứng được đại khí vị trí của Dương Hùng và Lâm Đào.
Vương Lâm mới thay đổi phương hướng liền bị hỏa linh thú thu hẹp khoảng cách. Bọn chúng không ngừng phun ra dịch thể. Có vài lần, Vương Lâm suýt chút nữa thì bị dính. Hắn cắn răng cố gắng dốc toàn bộ tốc độ. Không mất nhiều thời gian, có một cỗ hơi thở nhẹ nhẹ từ xa truyền đến người Vương Lâm. Thần thức của hắn khẽ đảo qua một cái, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt hắn có đại quân hơn 1 vạn tu sĩ đang chậm rãi bay tới. Vạn đạo kiếm quang xuất hiện trên bầu trời, khiến cho trái tim Vương Lâm đập thình thịch. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại, hướng về phía đại quân tu sĩ lao đến. Trong đội ngũ tu sĩ có vô số chiến xa. Từng luồng linh lực dao động từ trong chiến xa truyền ra. Hỏa linh thú đang đuổi theo Vương Lâm chợt dừng lại. 16 con cự thú rít lên liên tục, ngăn cản phía trước đại quân tu sĩ. Đại quân tu sĩ vẫn chưa dừng lại. Có mấy ngàn đạo kiếm quang bay ra. Dưới sự dẫn đầu của 10 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bọn họ lập tức giao chiến với hỏa linh thú. Ngay sau đó, trong đại quân liền bay ra 2 nhóm, khoảng chừng hơn 2.000 tu sĩ tham dự vào trận chiến đấu. Vương Lâm chưa kịp tiến vào trong đại quân thì có hơn 10 đạo kiếm quang bay ra tới cách hắn khoảng 10 trượng thì dừng lại. Người đứng giữa chính là nữ tử Diệu Linh. Tướng mạo của nàng tầm thường, nhưng giữa cặp lông mày lại ẩn hiện một chút sát khí. Hai mắt nhìn đám hỏa linh thú phía sau Vương Lâm, lộ vẻ căm hận, mở miệng hỏi, đạo hữu là đệ tử phái nào? Danh tính là gì hãy nhanh nói ra. Nét mặt Vương Lâm vẫn còn vẻ sợ hãi, vội ôm quyền, nói, tại hạ là Mã Lương, đệ tử Chiến Thần Điện. Nữ tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng nói, Thanh Huyền. Dẫn hắn đến đội ngũ của Chiến Thần Điện, tra thân phận của hắn. Nếu không phải đệ tử của Chiến Thần Điện, giết chết. Một thanh niên bay ra từ trong đám người, gật đầu với Vương Lâm. Sau đó, hắn liền hóa kiếm quang bay về phía đại quân tu sĩ. Vương Lâm ôm quyền với nữ tử rồi bay theo sát người thanh niên, thoáng cái đã tới giữa đại quân tu sĩ. Càng tiến vào gần, hắn càng cảm nhận được linh lực dao động phát ra từ đoàn quân kinh khủng như thế nào. Mặc dù khắp đất trời bị hắc vụ do núi lửa phun ra bao phủ, nhưng với linh lực dao động của đại quân tu sĩ lại giống như một thanh cự kiếm cắt một nhát giữa thiên địa, khai thông một cái lỗ hổng. Nơi nó đi qua, hắc vụ cuồn cuộn tản sang hai bên, không hề có chút ngăn trở. Kiếm khí từ mấy vạn phi kiếm lan ra, so với linh lực dao động lại càng dày hơn. Dưới kiếm khí đó, có thể nói là phong vân biến sắc, đất trời u ám. Một loại phi kiếm phi hành với nhau, toát ra khí thế thiên băng địa liệt, giống như một dải cầu vồng xuyên qua bầu trời. Vào lúc này, bầu trời rạng sáng, hắc vụ hơi tan đi một chút. Trận chiến đấu phía trước bất chi bất giác, có xu thế cân bằng các loại pháp bảo, phi kiếm lóe ra vô số quang mang trên bầu trời, khiến cho người xem hoa mắt. Cảnh tượng hoành tráng đó khiến cho Vương Lâm cả đời này cũng không thể quên được. So sánh với chiến trường ngoại vực, cảnh tượng trước mắt có một sự đồng lòng, lại thêm ý chí kiên quyết của Hỏa Phần Quốc. Loại lực lượng này cũng không thể một người có được. Nó là sự đồng nhất của cả một quốc gia, có thể chém nát tất cả những thứ cản đường. Có lẽ cũng chỉ có đàn hỏa linh thú mới có thể so sánh với nó mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm không khỏi có chút hoảng hốt. Cố gắng bình tĩnh rồi bám theo Thanh Huyền đuổi theo đại quân tu sĩ. Tham báo danh, Thanh Huyền, đệ tử Lạc Hà Môn đưa Mã Lương của Chiến Thần Điện tới đây hội họp. Làm phiền đạo hữu Chiến Thần Điện xác minh thân phận để tại hạ trở về báo cáo. Thanh Huyền cao giọng nói, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Ngày ấy, phụ nhân Nguyên Anh kỳ vẫn không ra tay đối với hắn. Trong lời nói lại còn có ý chào đón. Nếu không, Vương Lâm cũng chẳng muốn tới đây cho lắm. Tuy nhiên, cho dù không có chuyện của phụ nhân đó thì Vương Lâm cũng sẽ lựa chọn chạy tới, vì dưới sự truy đuổi của hỏa linh thú, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tính cách của Vương Lâm vốn cẩn thận. Nếu tình thế không ổn, hắn sẵn sàng bỏ chạy ngay tức khắc. Phía trước đang giao chiến với hỏa linh thú, thì khi hắn chạy trốn sẽ không có nhiều người đuổi theo lắm. Về phần Nguyên Anh kỳ, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua đại sự di chuyển mà đuổi giết hắn. Còn kết đan kỳ thì lúc này đang là chủ lực chiến đấu. Nếu thực sự muốn giết hắn cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng trúc cơ kỳ đối với Vương Lâm mà nói thì tới một người chết một người,
tới 10 người hắn giết cả 10. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 135, Trung niên văn sĩ. Thanh Huyền vừa nói dứt lời, một nữ tử đang đạp phi kiếm nghe thấy hai tiếng mã lương chợt biến sắc, nét mặt trở nên âm trầm. Nàng cắn răng một cái, thân thể trầm xuống, bay tới đây. Nữ tử đó mặc một bộ trang phục thiếu phụ, nét mặt hồng nhuận hết sức tự nhiên. Đôi môi đỏ thắm, cộng với vóc người uyển chuyển, nhẹ nhàng bay đến. Nữ tử đó đúng là người mà Mã Lương vẫn thầm nhớ từ lâu. Ngay cả khi sống trong chiến trường ngoại vực, hắn cũng không quên được tiểu sư muội từ tư của mình. Đến nơi, nàng vái chào Thanh Huyền một cái, sau đó lạnh nhạt nhìn Vương Lâm. Đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, lạnh lùng nói, ác đồ nơi nào dám giả mạo người của chiến thần điện chúng ta. Thanh Huyền sư huynh, hãy trợ giúp ta chém chết kẻ này. Dứt lời, nàng vỗ nhẹ vào túi chữ vật. Một cây hắc châm dài hai tấc xuất hiện trong tay. Nàng phất nhẹ cổ tay một cái, ném thẳng hắc châm về phía Vương Lâm. Kích thước của hắc châm tăng nhanh, kéo theo một đám bụi mỏng, hóa thành một trận gió đen bắn về phía Vương Lâm. Thanh Huyền ngẩn người, nhưng vẫn chưa ra tay mà lui lại sau vài bước. Lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không nói tiếng nào. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình thản, trong lòng có chút châm chọc. Hắn vung tay áo, hóa ra một bàn tay vô hình, chộp lấy cây hắc châm một cách dễ dàng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng xóa bỏ thần thức trên hắc châm rồi cho vào trong túi chữ vật. Khuôn mặt xinh xắn của thiếu phụ liền trở nên trắng bệch. Trên đôi môi đỏ thắm chảy ra một dòng máu tươi. Phi kiếm dưới chân nhất thời trở nên ảm đạm. Vẻ mặt nàng khiếp sợ, khó tin nhìn Vương Lâm. Trong ấn tượng của nàng, Vương Lâm không thể có được bản lĩnh như thế. Không nói tới việc hắn chẳng thèm để ý tới pháp bảo của nàng, riêng chuyện hời hợt xóa mất thần thức trên pháp bảo cũng đủ để cho nàng sợ hãi. Đúng lúc này, từ trong đại quân tu sĩ của chiến thần điện có ba đạo kiếm quang bay ra. Sau khi đáp xuống đất liền hiện ra ba người. Một trong ba người đó chính là Dương Hùng. Hắn liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái, rồi xoay người ôm quyền nói với Thanh Huyền, để Thanh Huyền đạo hữu phải vất vả. Mã Lương sư đệ đúng là đệ tử của chiến thần điện chúng ta. Làm phiền đạo hữu phải dẫn đường. Thanh Huyền liếc mắt nhìn mấy người một cái, khẽ lắc đầu, sau đó ngự kiếm bay đi. Được một đoạn, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dương Hùng đứng bên cạnh Vương Lâm, nét mặt tỏ vẻ tôn trọng. Thấy vậy, hắn cảm thấy sửng sốt. Sau khi suy nghĩ một chút liền thay đổi phương hướng đi về phía Lạc Hà Môn. Dương Hùng chẳng để ý tới những người bên cạnh, đứng trước mặt Vương Lâm, nhỏ giọng nói, chủ nhân có biết Phượng Loan lão tổ? Người ngồi trên ngũ thải phượng xa chính là lão tổ. Người nói ta tới đón ngài tới gặp mặt. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đại quân tu sĩ đang di chuyển. Giữa đoàn người của chiến thần điện có một cái ngũ thải phượng xa. Trên phượng xa có một phụ nhân mặc trang phục cung trang. Như nhận thấy ánh mắt của Vương Lâm, nàng quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Trong lòng hắn biết rõ, Phượng Loan lão tổ chính là thiếu phụ hôm trước đến tìm hắn lấy lại bản mệnh tinh huyết của Chu Tử Hồng. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm đi theo Dương Hùng về phía trước. Khi đi ngang qua người từ tư, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thần thức của hắn yên lặng lưu lại một chút dấu vết trong cơ thể nàng. Sau một tháng, dấu vết đó sẽ phát tác. Đến lúc đó từ tư chắc chắn phải chết. Từ sau khi trải qua trận kịch biến ở Triệu Quốc, đối với những người nào có địch ý với mình, cho dù là nam hay nữ, Vương Lâm đều chảm thảo trừ căn. Nếu từ tư đã ra tay trước, thì đừng trách hắn không nể tình. Dương Hùng đi trước dẫn đường cho Vương Lâm, nhỏ giọng nói, Lâm Đào sao chép lại địa đồ bị Phượng Loan lão tổ bắt được. Bây giờ, địa đồ đang ở trong tay lão tổ. Lâm Đào cũng đã bị trừng phạt. Nếu không có lần di chuyển này, thì chỉ sợ hắn sẽ bị giam 10 năm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng sự cảnh giác trong lòng đã tăng, cao. Sau khi tới gần ngũ thải phượng xa, Dương Hùng liền đi chậm lại. Vương Lâm thong dong, vượt qua Dương Hùng bay lên xe, đứng đối diện với phụ nhân, ôm quyền cung kính nói, Vương Lâm tham kiến tiền bối. Phụ nhân tiếp tục nhìn về chiến trường phía trước,
nhu hòa nói, Vương Lâm là tên thật của ngươi. Vương Lâm gật đầu, im lặng không nói. Người tên là Vương Lâm có nhiều lắm. Những chuyện như thế này cũng không cần phải nói dối. Nếu bị đối phương phát hiện, ngược lại còn không hay. Thiếu phụ nhìn đại quân tu sĩ xung quanh đang di chuyển, trầm mặc một chút, nói, lúc này, Hỏa Phần Quốc đang gặp nguy hiểm. Sau khi tới được Tuyên Vũ Quốc chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến. Vì thế chuyện của người coi như xóa bỏ, không cần phải để trong lòng. Nếu có người tìm đến ngươi gây phiền toái, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng ta chỉ có thể giúp người một lần, đáp lại chuyện người cứu Tử Hồng mà thôi. Phượng Loan vừa nói dứt lời, thiên địa xung quanh chợt tối sầm lại. Chỉ thấy trên chiến trường phía trước có hơn 10 ngọn núi lửa lớn. Những ngọn núi đó bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng pháp lực nhấc bổng lên không trung. Nơi nó đi qua, đám hỏa linh thú liền nhanh chóng lui lại. Một số không kịp tránh liền bị cự phong đập cho nát bét. Nương theo ngọn núi mở đường, đại quân tu sĩ nắm được cơ hội, liền nhanh chóng xông lên. Hỏa linh thú truy kích Vương Lâm ước chừng khoảng 20.000 con đã bị đại quân chọc được một cái lỗ hổng. Từng đạo kiếm quang lập tức phóng ra. Một khi đã mở được một lỗ hổng, việc hỏa linh thú bị bại là điều hiển nhiên. Mục đích của đại quân tu sĩ cũng chẳng phải để tiêu diệt đối phương mà là lao ra. Phượng Loan nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Phương xa bất chợt gia tốc, đi theo đại quân tu sĩ, xông ra ngoài. 16 con hỏa linh thú to lớn lần lượt bị cao thủ Nguyên Anh kỳ chặn lại, điên tiết gầm rú. Cuối cùng, chúng đành dừng lại, nhìn chằm chằm theo đại quân tu sĩ đang dần khuất. Sau đó, chúng sử dụng một tư thế cổ quái, hai tay hợp lại một chỗ với nhau. Miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú liên tục. Ngay sau đó, vô số sợi tơ từ trên đỉnh đầu chúng lan ra, tập hợp lại một chỗ, cuối cùng kết lại thành một cái hỏa hoàn. Khi hỏa hoàn xuất hiện, nét mặt của 16 con cự thú đều lộ vẻ tiêu tụy, phát ra những tiếng gầm nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của chúng đang nhỏ đi. Từng chùm ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể chúng thoát ra, chui vào bên trong quang hoàn. Quá trình đó diễn ra trong suốt một canh giờ. Trong lúc đó, cũng có tu sĩ phát hiện dị thường liền quay lại ngăn cản. Nhưng khi mới tới gần 100 trượng, liền bị một nguồn năng lượng hủy diệt công kích, thoáng cái đã biến thành tro bụi. Một lúc sau, thân thể 16 con cự thú từ từ biến mất. Tất cả thân thể của bọn chúng đã dung nhập hết vào trong hỏa hoàn. Kích thước của hỏa hoàn vẫn không thay đổi, nhưng màu đỏ trên thân nó lại càng thêm rực rỡ. Cuối cùng khi thân thể cự thú dung nhập hết vào trong hỏa hoàn, nó liền nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành đốm sáng màu hồng, biến mất trong thiên địa. Cũng vào lúc đó, trong Hỏa Phần Quốc, tất cả hỏa linh thú đều dừng lại, quỳ trên mặt đất. Trong miệng chúng phát ra những tiếng gầm rú nho nhỏ. Ngay sau đó, một con hỏa linh thú chợt ngã ra đất. Một điểm sáng màu hồng chợt xuất hiện trên trán của nó. Thân thể con hỏa linh thú nhanh chóng bành trướng. Chưa cháy hết một nửa nén nhang, thân thể nó đã cao tới hơn 10 trượng. Ngay sau đó, từng con hỏa linh thú đều xuất hiện trên trán một chấm màu hồng. Thân thể bọn chúng nhanh chóng bành trướng. Chưa tới 2 canh giờ, tất cả hỏa linh thú trong Hỏa Phần Quốc giống như vừa lột xác thêm lần nữa. Bọn chúng đều cao lên hơn 10 trượng. Đồng thời, thực lực của chúng cũng tăng lên theo. Đám hỏa linh thú sau khi lột xác liền bay lên, hướng về phía đại quân tu sĩ vừa biến mất mà đuổi theo. Từ từ, càng lúc càng, có nhiều hỏa linh thú lột xác tham gia đội ngũ truy kích. Sau khi sát nhập trở lại đại quân tu sĩ, 10 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ liền trở về vị trí. Có 4 người đi về phía vị trí của chiến thần điện. Một lão nhân bạch phát trong số đó, đảo mắt một cái rồi nhìn Vương Lâm đang đứng trên phượng xa, âm trầm quát, vừa rồi chính ngươi đã đưa hỏa linh thú tới phải không? Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn lão nhân rồi gật đầu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay to duỗi ra, chộp tới Vương Lâm. Nét mặt Phượng Loan đang đứng bên cạnh Vương Lâm hơi trầm xuống, nàng vỗ một cái lên ngũ thải phượng xa. Nhất thời 5 con phi điểu có màu sắc khác nhau từ bên trong phượng xa xuất hiện. Chúng gáy lên một tiếng, rồi vỗ cánh, tạo ra một cơn sóng nhiều màu tỏa ra xung quanh. Lão nhân thu tay lại, lùi về phía sau vài bước, nhìn phụ nhân, tức giận nói, Phượng Loan, ngươi làm cái gì vậy?
Tiểu tử này chẳng những đoạt xá đệ tử chiến thần điện chúng ta, lại còn đưa hỏa linh thú đến. Ngươi có biết trong trận chiến vừa rồi, hỏa phần quốc chúng ta có hơn 1.000 đệ tử bị chết hay không? Phượng Loan nhìn quanh, khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ quyết đoán, nói, có ta ở đây, ngươi không thể giết hắn. Chu Cẩn âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Loan. Sau khi suy nghĩ một chút, lão liền nói, người này không phải là Mã Lương, cũng không phải là đệ tử chiến thần điện chúng ta. Ta có thể không giết hắn, nhưng hắn không được ở đây. Phượng Loan quay lại nhìn về phía Vương Lâm, mở miệng nói, Vương Lâm, ngươi có nguyện làm đệ tử ký danh của ta hay không? Vương Lâm vội vàng gật đầu, bái tạ. Chu Cẩn nheo mắt lại mà nhìn. Tu vi của Phượng Loan và hắn tương đương, đều là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng đạo lữ song tu của nàng là Dương Sâm lại có tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ. Vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với hai tu sĩ nguyên anh kỳ thì thật không đáng. Chu Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nói, Phượng Loan sư, muội đã đồng ý nhận hắn làm đồ đệ thì ta sẽ không truy cứu nữa. Thân phận của người này tạm thời đặt qua một bên. Lúc này đang lâm vào đại chiến, với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, chỉ sợ là trên chiến trường cũng khó mà bảo vệ được suốt đâu. Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người bỏ đi. Ba vị tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại, ngoại trừ một người bay về phía Phượng Loan, hai người kia cũng lắc đầu cười khổ, tản ra. Người bay về phía Phượng Loan chính là một trung niên văn sĩ. Đó cũng chính là người khiến cho Chu Cẩn phải e ngại, tu sĩ nguyên anh trung kỳ, Dương Sâm. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thở dài nói với Phượng Loan, Loan muội, người này là thế nào? Phượng Loan lạnh lùng nhìn trung niên văn sĩ, nói, nếu không nhờ hắn, Hồng Nhi chắc chắn đã chết ở trong chiến trường ngoại vực rồi. Năm đó, nếu không phải có ý kiến của ngươi thì tại sao Hồng Nhi lại phải đi vào nơi nguy hiểm như thế? Trung niên văn sĩ trầm mặc một lúc rồi xoay người khom lưng, bái Vương Lâm một cái thật sâu. Sau khi đứng dậy, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc phù. Tay phải hắn khẽ miết lên đó một cái, liền ném về phía Vương Lâm, trong miệng nói, ngọc phù này là do ta luyện chế thành pháp bảo cấp nguyên anh. Ta đã thu hồi thần thức của mình, ngươi đem tế luyện có thể làm một thứ để bảo mệnh. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 136, Tỏa quốc đại trận. Nét mặt Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn nhanh chóng nhận lấy ngọc phù, rồi vội vàng bái tạ. Sau khi trung niên văn sĩ đưa xong ngọc phù liền không để ý tới Vương Lâm nữa mà bay vào trong phượng xa, cùng với Phượng Loan nhỏ giọng nói chuyện. Sau khi thấy trung niên văn sĩ đi vào phượng xa, hắn liền cáo lui, bay ra khỏi xem đi vào trong đám đại quân tu sĩ. Biên giới của hỏa phần quốc giáp với Tuyên Vũ quốc. Ngoại trừ, đám tu sĩ đang di chuyển thì dân chúng cũng đã lục tục kéo đến. Sau khi hỏa linh thú biến dị liền rất ít tấn công con người. Mục tiêu của chúng bây giờ chỉ còn lại có một mình Vương Lâm trong đám đại quân tu sĩ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đám hỏa linh thú vẫn chậm rãi đuổi theo đại quân tu sĩ. Số lượng của chúng càng lúc càng đông, một bầu không khí nặng nề đeo bám trong lòng đám tu sĩ. Ở biên giới của hỏa phần quốc có một cái bồn rất lớn. Sau khi đại quân tu sĩ bay đến đây, tứ đại phái cũng với một số đại gia tộc tu chân liền họp mặt. Tổng cộng có 19 tu sĩ đạt tới nguyên anh kỳ mật đàm với nhau. Sau cuộc mật đàm, 19 vị tu sĩ từ trong đại quân bay lên bầu trời. Một vị nguyên anh kỳ tu sĩ của Lạc Hà Môn trầm giọng nói, sau nhiều năm tra xét, Lạc Hà Môn chúng ta đã tìm được vị trí của hỏa linh thú tổ. Đó cũng chính là nơi mà hỏa linh thú được sinh ra. Nếu có thể phong ấn được nơi này, nhất định có thể kiềm chế tất cả các ngọn núi lửa khác. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào tỏa quốc đại trận mà các vị tiền bối lưu lại trong mấy ngàn năm qua là có thể giam cầm được hỏa linh thú. Trung niên nam tử có khuôn mặt hồng hào của Tà Ma Tông, liếc mắt nhìn một cái, hừ nhẹ nói, nếu lão tổ tông đã có sự đề phòng thì vì sao lúc đầu không tiêu diệt hết đi còn, phải lưu lại trận pháp làm gì? Ba tu sĩ nguyên anh kỳ của Thi Âm Tông không có quan tài phía sau. Hiển nhiên là đã thu xác. Thời gian cho đến lúc chính thức đoạt xá cũng sắp đến gần. Nét mặt của ba người đó là hững hờ nhất,
giống như cho dù có chuyện gì cũng không thể làm cho bọn họ chú ý. Nếu không phải do linh khí của hỏa phần quốc trở nên cuồng loạn khiến cho họ không thể khôi phục thì còn lâu họ mới đến tham dự vào chuyện này. Tống lão tổ của chiến thần điện liếc mắt nhìn quanh, nói, lão tổ tông, của hỏa phần quốc chúng ta cũng không có khả năng tính được chuyện núi lửa bộc phát và sự uy hiếp của hỏa linh thú. Mà cho dù là tính trước thì chỉ sợ cũng không thể tránh được. Vì vậy ở đây nỗ lực cả ngàn năm bố trí ra tỏa quốc đại trận, lưu lại cho mọi người một đường sống đã là đủ lắm rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Lão nhân họ Tống nói xong, đám trung niên văn sĩ, Phượng Loan. Tổng cộng 6 nguyên anh kỳ tu sĩ của chiến thần điện đều đứng chúng một chỗ, tuy nhiên phương vị lại khác nhau. Trong tay mỗi người đều kết xuất một thủ ấn kỳ dị. 6 người bọn họ cùng nhau quát lên một tiếng. 6 đóa hoa sen từ tay bọn họ bắn ra, rơi xuống cái bồn ở hướng đông. Một tiếng động vang lên, từ cái bồn có một làn sương mù màu đỏ tỏa ra. Kế tiếp là Lạc Hà Môn, Tà Ma Tông, Thi Âm Tông. Chỉ thấy vô số đóa sen từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí các hướng nam, tây, bắc. Những tiếng động càng thêm dữ dội, những làn sương mù màu đỏ bốc lên càng lúc càng nhiều. Sau khi bay lên không trung, chúng liền ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành vô số hình thù. Nhưng cuối cùng ở trong khoảng không, hình thành một cái vụ hoàn. Trong lúc này, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các gia tộc tu chân đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ vỗ mạnh vào trán, xuất ra Nguyên Anh, nhanh chóng bay lên không. Sau khi Nguyên Anh tới trước vụ hoàn liền hơi có chút chần chừ. Chu vị đạo hữu tán tu còn chưa hành động thì còn đợi đến lúc nào? Trong giây lát, một vị tu sĩ của Lạc Hà Môn quát lên. Một Nguyên Anh đang chập chờn trước vụ hoàn, phát ra thanh âm the thé, chư vị đạo hữu. Nếu tứ đại phái đã lấy bổ anh đan ra tặng thì chúng ta cũng được bù lại 100 năm linh lực. Ta đành liều mạng vậy. Nói xong, thân thể Nguyên Anh khẽ động, hai tay bắt ấn, gầm lên một tiếng, rồi vọt vào trong vụ hoàn. Trong nháy mắt, thân thể Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập vào trong vụ hoàn, không thể phân biệt được. Đám Nguyên Anh còn lại cũng đều cắn răng đi vào. Trong nháy mắt, kích thước vụ hoàn vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại phát ra một chút linh lực dao động. Đám tu sĩ tiền bối của hỏa phần quốc, để phòng ngừa núi lửa bộc phát nên đã bày ra tỏa quốc đại trận. Chẳng những bắt 4 đại môn phái phải xuất lực mà còn cần tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự xuất ra Nguyên Anh nhập vào bên trong. Có như vậy mới làm cho trận pháp vận chuyển không hề có kẽ hở, chính thức tỏa quốc. Huyết sắc trên vụ hoàn càng lúc càng đậm, từ từ bay lên không trung, tới một vị trí rất cao. Ngay sau đó, vụ hoàn đột nhiên khuếch tán, nhanh chóng tảo ra 4 phía của hỏa phần quốc. Những nơi mà vụ hoàn đi qua, tất cả những ngọn núi lửa đều xuất hiện một đám sương mù màu đỏ. Đám sương mù đó nhanh chóng bị hút vào trong vụ hoàn, khiến cho tốc độ khuếch tán của nó lại càng nhanh hơn. Khoảng chừng một nén nhang, vụ hoàn đã lan khắp hỏa phần quốc. Một cái lồng màu đỏ giống như một cái bát từ trên cao chụp xuống toàn bộ hỏa phần quốc. Tỏa quốc đại trận đã được mở thành công. Một khi tỏa quốc đại trận được mở ra, ngoại trừ những người bình thường có thể đi lại ra, tất cả tu sĩ hay linh thú, cứ là người có được năng lực thần thông đều không thể ra vào. 19 vị tu sĩ Nguyên Anh của tứ đại phái, ngay khi đại trận mở ra liền nhanh chóng lùi lại. Trong đó có mấy người đỡ lấy thân thể tán tu Nguyên Anh kỳ, đưa về gia tộc. Nếu người nào không có gia tộc thì thống nhất đưa về Lạc Hà Môn. Mấy vị tu sĩ của Lạc Hà Môn đứng ngoài đại trận, khom lưng, cúi đầu, cao giọng nói, chư vị đạo hữu cứ an tâm hộ trận. Lạc Hà Môn chúng ta xin bảo đảm an toàn cho thân thể của các vị. Tỏa quốc đại trận này chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng, khi chúng ta đã ổn định ở Tuyên Vũ Quốc, chắc chắn khi đó thượng cấp tu chân quốc cũng sẽ phái người đến đây. Diệt hỏa linh thú. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự mình đến đây nghênh đón chư vị trở về. Sau khi nói xong, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của 3 phái còn lại cũng đều khom lưng, ôm quyền, thể hiện rõ sự chân thành của mình. Sau khi tỏa quốc đại trận được mở ra, tất cả hỏa linh thú đều gầm giống tức giận. Bọn chúng liên tục công kích vào cái lồng màu đỏ phía trên cao. Nhưng mặc cho chúng công kích thế nào vẫn không thể phá nổi. Tạm thời ngăn được sự truy kích của hỏa linh thú,
đại quân tu sĩ liền đẩy nhanh tốc độ. Chỉ thấy kiếm quang dợp trời vượt qua biên giới của Tuyên Vũ Quốc. Ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc có một số lượng quân đội của phàm nhân chiếm đóng. Những người đó ngơ ngác nhìn kiếm quang bay đầy trên đầu. Chẳng cần người nào phải hét lên, tất cả bọn họ đều quẳng vũ khí trong tay, quỳ xuống dập đầu, bái lạy không thôi. Trong đám quân đội đó có một trung niên nhân mặc đạo bào. Hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nét mặt tái nhợt, thì thào nói, đây, là tu sĩ Hỏa Phần Quốc. Hắn hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biến nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc đó có mấy tiếng cười khằng khặc từ trên bầu trời vọng tới. Một vị tu sĩ kết đan kỳ của Tà Ma Tông đạp kiếm quang bay tới. Một tia sáng chợt lóe lên, ba thanh phi kiếm từ các góc độ khác nhau đâm xuyên qua cơ thể vị tu sĩ kia. Người đó kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể bị đứt thành mấy đoạn, máu văng khắp nơi. Đám quân đội phàm nhân lập tức giải tán. Ngay cả tướng quân của họ cũng lập tức bỏ chạy trối chết, sợ bị liên quan. Vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt tiến vào trong Tuyên Vũ Quốc. Khi tới một ngọn núi gần biên giới có sương mù bao phủ, một lão nhân có nét mặt âm lãnh, chờ xuất hiện trước đại quan tu sĩ. Tay phải lão phất nhẹ một cái, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp lên trên ngọn núi. Một đạo kim quang từ ngọn núi tỏa ra, hóa thành một vòng sáng, cố gắng ngăn cản bàn tay đó lại. Trong vòng sáng có hơn 1.000 tu sĩ đang bối rối nhìn lên trời. Một lão bà tóc bạc bay ra, quát lớn, đạo hữu Hỏa Phần Quốc. Các ngươi có ý gì? Chiến thần điện Dương Sâm khẽ nhoáng lên một cái, xuất hiện trên vòng sáng. Nét mặt hắn hoàn toàn bình thản, tay phải chộp một cái lập tức từ trên vòng sáng phát ra những tiếng động lớn. Trong phút chốc, vòng sáng đã bị nghiền nát, biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt lão bà co lại, không nói tiếng nào nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Thoáng cái đã ra ngoài 10 dặm, đột nhiên trên tầng mây trước mặt chợt hiện lên thân hình của Dương Sâm. Hắn lạnh lùng nhìn lão bà rồi không nói tiếng nào, vung tay lên một cái. Lão bà kêu to một tiếng, xuất ra Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa mới xuất hiện, bản thể của bà ta đã bị một nguồn năng lượng mang tính hủy diệt đánh cho nát bấy. Lão bà kinh hãi run rẩy. Tu vi của lão bà mới tới Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thực lực của đối phương lại là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Tu vi như thế này cho dù là khắp Tuyên Vũ Quốc cũng không vượt quá 3 người. Trong lòng lão bà không hề có chút ý định phản kháng nào hết. Ngươi chạy không thoát đâu. Dương Sâm hừ nhẹ một tiếng, cất bước đuổi theo. Tạm thời không nói tới chuyện của Dương Sâm nữa mà chuyển đến khung cảnh nơi ngọn núi kia. Sau khi vòng sáng bị đánh nát, tu sĩ trúc cơ, kết đan kỳ của Hỏa Phần Quốc nhanh chóng lao lên, gặp người là giết. Chỉ trong nháy mắt, trên ngọn núi máu chảy thành sông, không còn có một mạng sống. Một ngọn núi to lớn đã bị 4 đại tông phái chiếm cứ, hơn vạn đệ tử dừng chân trên ngọn núi. Trên bầu trời, ngoại trừ Dương Sâm ra, 18 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại đang lơ lửng trên đó. Ánh mắt tống tu sĩ của chiến thần điện lóe lên quang mang, trong giọng tràn ngập sát khí, nói đây là một cuộc chiến không có đúng sai. Nếu như trong vòng 3 tháng, chúng ta không thể đặt chân ở Tuyên Vũ Quốc thì lúc đó hỏa linh thú phá trận, mà ra. Tuy nhiên, hỏa linh thú cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở đây là không có thiên địa linh khí mà tu luyện. Chiến thần điện, Tà Ma Tông, Lạc Hà Môn, Thi Ân Tông sẽ liên kết lại với nhau thành một liên minh gọi là Hỏa Phần Minh. Phàm là đệ tử của liên minh có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được nhận một loại bảo vật có cấp bậc kết đan kỳ. Mà tu vi kết đan kỳ thì được nhận một pháp bảo có cấp bậc nguyên anh kỳ. Trong chiến tranh, ai đoạt được vật phẩm gì, liên minh sẽ không đoạt lại. Các vị đệ tử, đây là một trận chiến, nhưng ta hy vọng các ngươi hãy coi đó là một cuộc xâm lược vì sinh tồn. Một vị tu sĩ Nguyên Anh của Lạc Hà Môn ho khan vài tiếng, nói, ngoại trừ pháp bảo ra, mỗi người các ngươi sẽ được phát một cái ngọc phù. Trên ngọc phù có ghi lại số lượng địch nhân bị các ngươi giết. Cứ giết được 100 người có tu vi ngưng khí kỳ, hoặc 10 người có tu vi trúc cơ kỳ sẽ được 10 khối trung phẩm linh thạch. Còn giết được 20 người có tu vi trúc cơ kỳ hay 1 người có tu vi kết đan kỳ thì được tặng 10 bình linh dược. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Chương 137 Thiên Lý Đàn. Nguyên anh tu sĩ của Lạc Hà Môn có một lão giả khô gầy tiến ra, hắn mặc hắc bào, trên mặt chứa đầy những nếp nhăn, ánh mắt mờ mịt. Xem ra tinh thần vẫn chưa vực được dậy, lúc này hắn khàn khàn nói, từng thắng ai giết được nhiều người nhất thì được lấy một viên thiên ly đan. Ba chữ thiên ly đan vừa thoát ra khỏi miệng lão, Vương Lâm rõ ràng nhận thấy được những người ở đây đều lộ ra hơi thở trầm trọng, hô hấp dồn dập. Trong trí nhớ của Mã Lương cũng có lý giải qua thiên ly đan, bây giờ thiên ly đan cực thiếu trong toàn bộ Hỏa Phần Quốc cũng không vượt qua 30 viên. Chân phẩm linh đan của Hỏa Phần Quốc này có tác dụng gia tăng tỷ lệ kết đan thành công. Nếu tu sĩ kết đan kỳ ăn vào tuy không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới tiếp theo, nhưng có thể trực tiếp làm vững trụ cột. 30 viên còn lại này đã bảo quả từ mấy ngàn năm trước tới nay. Kế tiếp, ước chừng có 5.000 tu sĩ bị chia làm nhiều đội ngũ tiến lên nhận nhiệm vụ, Vương Lâm cũng ở trong số đó. Sau khi nhận nhiệm vụ, các đội ngũ đều tản đi khắp nơi, tiến hành từng bước xâm lấn, hễ gặp được tu chân giả là giết sạch sẽ. Xung quanh luôn có nguyên anh kỳ cao thủ tiến hành dò xét bốn phía, tùy thời có thể trợ giúp chống cự lại nguyên anh kỳ cao thủ của đối phương. Vương Lâm bị phân đến đại đội thứ 10, tiểu đội 8. Tiểu đội 8 tổng cộng có gần 30 thành viên, tất cả ở trong môn phái khác nhau. Trong đó trúc cơ kỳ có 5 người, còn lại là ngưng khí kỳ tầng 13, 14. Dẫn đầu đội ngũ là kết đan kỳ tu sĩ của Tà Ma Tông, còn Chiến Thần Điện không biết vì sao chỉ có một mình Vương Lâm xuất hiện. Bọn họ nhận nhiệm vụ trợ giúp đại đội 10 chiếm lĩnh một chỗ trung hình linh mạch ở biên cảnh. Thân là trúc cơ kỳ tu sĩ của Chiến Thần Điện, Vương Lâm được một kiện kết đan bảo, kiện đan bảo này uy lực cũng không phải là lớn. Bởi vì số lượng của nó rất nhiều, cho nên trên cơ bản nó là kiện đan bảo chất lượng kém nhất. Nói là yếu cũng không phải điều gì quá đáng. Trước khi ly khai khỏi Chiến Thần Điện, Phượng Loan đã cho người gọi Vương Lâm tới. Trong một tòa lầu các, Phượng Loan đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa của Hỏa Phần Quốc, một hồi lâu sau mới tung ra một ngọc giản. Mở miệng nói, Hồng Nhi từng nói, ngươi tại vực ngoại, không gian có biểu hiện rất mạnh, vì sao bây giờ tu vi thể hiện ra chỉ có trúc cơ trung kỳ? Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua một cái, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, ngọc giản này ghi chép hơn nửa là bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu 7-8 quốc gia của Hỏa Phần Quốc, kèm theo đó là ghi chú lại rõ ràng cấp bậc của quốc gia đó và các loại tài liệu đầy đủ. Hắn trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe lên quang mang, trong lòng đại khái hiểu được vài phần ý tứ trong lời đối phương. Phượng Loạn khoát tay chặn lại, nói, bản đồ này tổng cộng có 3 phần, nếu ngươi có thể giết chết 50 trúc cơ tu sĩ, ta sẽ cho ngươi thêm một phần. Tới khi chiến tranh chấm dứt, nếu có thể giết 150 người, thì phần cuối cùng ta sẽ đưa cho ngươi. Đi xuống đi. Vương Lâm không nói hai lời lập tức xoay người rời đi, Phượng Loan nói hắn đã đoán ra được vài phần. Trên đời này không có cái gì là giá rẻ cả, chỉ có trao đổi bất bình đẳng mà thôi. So sánh với trước đây mà nói, Hỏa Phần Quốc, nguyên anh tu sĩ nhất là Phượng Loan đều có chút nhân tình, bởi vì chuyện Chu Tử Hồng cho nên muốn ngăn chặn hắn đoạt xá. Còn về phần bản đồ thì rất rõ ràng, nếu người có thực lực vậy nó sẽ thuộc về ngươi, còn nếu người thực lực yếu mà chết trên chiến trường thì không trách được ai. Vương Lâm vốn không có ý định tham dự chiến tranh hai nước, nhưng lúc này trong lòng lại thay đổi chủ ý. Bản đồ chỉ là lý do thứ nhất, quan trọng hơn chính là thiên ly đan. Có thể gia tăng tỷ lệ kết đan thành công, cho nên Vương Lâm bắt buộc phải làm theo kế hoạch của hắn. Từ khi tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết đạt được 3 hàn đan, vốn đã có tỷ lệ thành công rất lớn, nhưng trong đó vẫn có tỷ lệ thất bại. Vương Lâm kỳ vọng rất nhiều vào kết đan kỳ, một khi có thể kết đan thành công, như vậy hắn sẽ trở thành nguyên anh kỳ đệ nhất nhân. Cho nên, hắn không cho phép có nửa điểm sai lầm. Nếu có thiên ly đan cùng Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết phụ trợ, hắn có thể nắm giữ 8-9 phần thành công. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia sát khí. Đội ngũ xâm lấn của Hỏa Phần Quốc tại ngày thứ 2 sau khi phân tán ra, 10 người nguyên anh kỳ ở trong phương viên ngàn dặm, nếu thấy nguyên anh kỳ của đối phương xuất hiện thì lập tức ngăn chặn. Một đội ngũ ước chừng 30 tu sĩ đạp kiếm quang bay về hướng bắc, dừng lại tại đỉnh một ngọn núi hoang vu. Một người có tướng mạo bình thường,
nhưng hai mắt lại không ngừng lộ ra quang mang, lạnh giọng nói, đại đội thứ 10 tu sĩ bắt đầu tấn công linh mạch trung cấp của Tuyên Vũ Quốc. Đối phương chắc chắn sẽ cho người tới đây trợ giúp, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản những người trong phương viên 500 dặm tiến lại gần đây. Các ngươi lập tức tản ra, nếu phát hiện điều gì thì báo cho ta biết. Dứt lời, lão giả khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói gì. Lão giả này chính là đội trưởng tiểu đội thứ 8 Trương Tự Lực, nguyên anh kỳ cao thủ của Tà Ma Tông. Đối với đám tu sĩ thủ hạ của mình, hắn xem trọng nhất năm trúc cơ kỳ tu sĩ, ngoài ra những người còn lại hắn không thèm để ý tới. Vương Lâm tiến lên trước, nhanh chóng bay đi, tới một cây đại thụ thì hạ xuống ngồi thổ nạp. Về phần những người khác cũng đều tản ra, tự tìm chỗ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn bốn phía xung quanh ngoài tiếng hít thở rất nhỏ ra thì vô cùng yên tĩnh. Trương Tự Lực mở mắt ra, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bốn phía, trong lòng đối với vị trí được an bài của mình rất bất mãn. Với suy nghĩ của hắn, mình hẳn phải được phân vào trong đại đội thứ nhất đi càn quét môn phái mới đúng. Như vậy còn có thể chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng ở chỗ này để ngăn trở viện trợ đối phương thì còn không biết đến bao giờ mới gặp địch nhân. Thật sự là vô vi à. Thời gian chậm chậm trôi qua, bỗng nhiên Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trương Tự Lực cũng nhận ra điều dị thường, lập tức đứng lên nhìn về phía xa, chỉ thấy 10 đạo kiếm quang đang cấp tốc bay lại. Trương Tự Lực liếm môi, há miệng phun ra một đạo quang mang vừa liền lập, tức hóa thành một thanh tiễn đao. Hắn vung tay lên, thanh tiễn đao liền bắn ra xa, cùng lúc miệng âm hiểm cười vài tiếng quát, giết. Dứt lời, hắn bước lên trước một bước, thân thể như lợi kiếm được xuất ra, tu sĩ của tiểu đội 8 ở bốn phía lập tức bay ra ngăn cản 10 người kia giữa không trung. Song phương căn bản không nói lời nào, vừa nhìn thấy đối phương lập tức tiến hành động thủ, 10 người của Tuyên Vũ Quốc không có kết đan kỳ tu sĩ, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ. Bọn họ vừa nhìn thấy Trương Tự Lực đến lập tức 8 người phân ra hình thành một loại kiếm trận cổ quái. Trương Tự Lực bị 8 người này lập thành kiếm trận bao vây khiến cho trong thời gian ngắn không thể thoát ly, hắn giống lên những tiếng giận dữ. Còn thừa lại 7 người thì bắt đầu cùng với 8 người của đội 8 tiến hành giao thủ. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, hắn không hề muốn trì hoãn thời gian, bản đồ cùng thiên ly đan hắn bắt buộc phải đoạt được. Lúc này thân thể vừa động, phi kiếm trong nháy mắt bắn ra, chỉ trong vòng một cái chớp mắt một trúc cơ kỳ tu sĩ của đối phương đã bị xuyên thủng ngực, khiến cho đại lượng máu tươi tràn ra. Cực cảnh thần thức được Vương Lâm phát tán ra xung quanh, 6 trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại của đối phương bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó phi kiếm thoáng xuất hiện đâm thủng ngực từng người của đối phương. Người ở bên ngoài đứng xem, nhìn thấy 7 tu sĩ trúc cơ kỳ chết dưới phi kiếm của Vương Lâm, cũng không một ai biết được những người này trước khi chết thì thần thức đã tan biến. 7 người trong nháy mắt bị giết chết, song phương toàn bộ ngây người ra, mặc kệ là Trương Tự Lực hay những người đang vân khốn Trương Tự Lực cùng thành viên đội 8, toàn bộ đều không tin vào mắt mình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Thanh phi kiếm lúc này đã quay lại lơ lửng trên đầu Vương Lâm, nó tản mát ra khí tức âm hàn. 8 người đang vây khốn Trương Tự Lực, sắc mặt tái nhợt, trong đó một người khẽ quát, rút lui. Ngay sau đó 8 người nhanh chóng lui về phía sau, không để ý tới Trương Tự Lực. Trương Tự Lực liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra chút kiêng kỵ, hắn tự nhận bản thân không thể trong chớp mắt giết chết được 7 trúc cơ kỳ tu sĩ. Nội tâm thầm đoán Vương Lâm nhất định ẩn tàng tu vi, thế cho nên thoạt nhìn mới chỉ là trúc cơ trung kỳ. Hắn thầm mắng, nhưng lại nghĩ, phương pháp ẩn giấu này thật tốt, nói không chừng đối phương nhìn thấy sẽ khinh thường, sau đó sẽ lộ ra những sơ hở chết người. Bất quá, lúc này cũng không trọng yếu, 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa rồi không biết sử dụng kiếm trận gì mà có thể vây khốn kết đan kỳ tu sĩ. Chuyện này quá mức mất mặt, nhất là sự việc lại xảy ra ngay trước mắt đội viên của mình. Sắc mặt Trương Tự Lực âm trầm, thân thể hơi động, nhanh chóng đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp thì không biết 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đó sử dụng pháp thuật gì khiến cho toàn thân đột nhiên toát ra khí thể màu trắng. Khi khí thể này vừa xuất hiện, lập tức bao quanh hai chân bọn họ, tốc độ trở nên nhanh hơn gấp đôi. Trương Tự Lực cười lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, ấn lên ngực của mình một cái,
xuất ra một viên kim đan với linh khí nồng đậm. Theo bàn tay huy động của hắn, nó nhanh chóng phá không đuổi theo 8 người phía trước, liên tục đánh lên lưng 3 người mới thu hồi kim đan. 3 người bị kim đan đánh trúng miệng phun máu tươi, thân thể ở giữa không trung rơi xuống đất. 5 người còn lại cũng không thèm liếc mắt nhìn đồng đội lấy một cái, mà trực tiếp phát huy cực hạn tốc độ của mình để chạy thoát. Trương Tự Lực hừ nhẹ một tiếng, thì đột nhiên 5 người ở phía xa thân thể hơi lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất. Trương Tự Lực ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Vương Lâm từ xa nhanh chóng bay tới, thần sắc hắn không khỏi khẽ biến, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng truyền âm của Vương Lâm, đằng sau đang có không dưới 100 tu sĩ đang bay tới. Lời nói với truyền tới, Vương Lâm đã bay vượt qua Trương Tự Lực, trong nháy mắt lao ra xa. Lúc này, Trương Tự Lực thấy được cuối chân trời xuất hiện 100 đạo kiếm quang bay tới, hắn lập tức quay đầu chạy trốn. Nhưng khi quay đầu lại thì không thấy Vương Lâm đâu nữa, trong lòng không khỏi mắng thầm vài câu. Những thành viên khác của tiểu đội 8 thấy tình hình không tốt đều lui lại về phía linh mạch. Vương Lâm sau khi rời ra xa, mắt thấy bốn bề vắng lặng, hắn đáp xuống đất, dậm chân một cái sau đó thân thể chui vào lòng đất triển khai thổ độn thuật bỏ chạy về phía tây. Hắn vừa mới giết 12 trúc cơ tu sĩ, còn thiếu 38 người nữa mới có thể đoạt được thêm một phần bản đồ. Tuy nói nhiều người hành động cùng sẽ tăng độ an toàn, nhưng nếu muốn lấy được thiên ly đan thì hắn buộc phải hành động một mình. Trăm đạo kiếm quang chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vị trí của Vương Lâm bay về phía linh mạch. Đợi khi bọn chúng đi qua, Vương Lâm mới từ dưới đất chui lên, lạnh lùng nhìn theo. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 138, giả đan cảnh giới, 1 cộng 2. Đoàn người đó mặc dù di chuyển rất nhanh, nhưng thổ độn thuật của Vương Lâm lại càng huyền diệu. Ở phía sau nhìn thì chỉ thấy hơn 100 tu sĩ đang cưỡi phi kiếm bay đi, trong khoảnh khắc đã đi tới chỗ linh mạch. Linh lực nơi đây ba động rất lớn, trên mặt đất có một cái hố to, khắp nơi đều là hài cốt cụt tay cụt chân. Làn gió nhẹ thổi quang mang theo mùi vị tanh tưởi đập vào mặt những người ở đây. Khi hơn 100 tu sĩ tới đây, trong nháy mắt vô số tu sĩ của Hỏa Phần Quốc từ 4 phương 8 hướng xuất hiện, chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Cùng lúc đó, 8 đạo kiếm quang thô to từ xa bay đến, từ trên 8 đạo kiếm quang đó tản mát ra khí tức cường đại. Vương Lâm lướt mắt nhìn qua đã nhận ra, đây là 8 nguyên anh kỳ cao thủ của đối phương. Bọn họ vừa mới tiến tới đã bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Hỏa Phần Quốc nhìn chăm chút. Sau đó Nguyên Anh kỳ cao thủ của hai bên lập tức động thủ ngay tại chỗ, pháp bảo, phi kiếm tầng tầng lớp lớp. Từng tiếng nổ vang lên không ngớt, giờ phút này thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Ngay sau đó, xuất hiện thêm một đội ngũ 100 tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc hiện thân, bọn họ nhanh chóng ra nhận vào trận hỗn chiến. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn lướt qua một chút, cực cảnh thần thức hóa thành một tia thiểm điện màu đỏ, từ dưới mặt đất bóng thoát ra hướng về phía song phương đang giao chiến. Tại khu vực trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyến Vũ Quốc đang sử dụng phi kiếm giết địch, sau khi chém chết một ngưng khí kỳ tầng 15 định tiếp tục huy kiếm, đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra. Trong đầu hắn giống như bị một chiếc búa nện vào, ánh mắt tối sầm lại, thần thức không gặp bất cứ trở ngại nào mà tan vỡ thành mảnh nhỏ. Thân thể hắn ở giữa không trung rơi xuống. 8 trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc đang tạo thành kiếm trận vây khốn một kết đan kỳ cao thủ. Sau khi hồng quang xuất hiện, thân hình 8 người đồng thời chấn động, ánh mắt đọng lại, thần thức giống như bị một bàn tay to bóp lấy làm cho tiêu tán. Thân thể mất đi linh hồn điều khiển lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Kết đan kỳ cao thủ bị nhốt bên trong ngẩn người ra, nhưng thời cơ để thoát ra trước mắt làm hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng rời xa địch nhân. Một giả đan tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc bằng vào phi kiếm cấp Nguyên Anh đã liên tiếp chém giết mấy cao thủ cùng giai, sau đó há miệng cười lớn. Tay trái hắn túm lấy cổ một nữ trúc cơ kỳ tu sĩ, tay phải kéo mạnh xuống, trước ngực nữ tu sĩ lập tức lộ ra chiếc yếm màu hồng. Nữ tu sĩ hoảng sợ thét lên một tiếng chói tai, lộ ra vẻ nhu nhược, vô lực. Giản đan tu sĩ khẽ liếm đôi môi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, bắt lấy nữ tu sĩ nhanh chóng lui lại phía sau. Không đợi hắn rời đi xa,
trước mặt bỗng thấy hồng quang xẹt qua, thân thể hắn run rẩy vài cái, sau đó vô lực buông nữ tử trong tay ra, thân thể giống như sao chổi từ giữa không trung rơi xuống. Phi kiếm của hắn vốn sau khi mất đi sự khống chế của chủ nhân chẳng những không đình chỉ phi hành, ngược lại còn nhanh chóng lao xuống mặt đất. Ở trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cánh tay bắt lấy phi kiếm, rồi lại biến mất vào lòng đất. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống làm cho các cao thủ của Tuyên Vũ Quốc chú ý tới điều này. Một kết đan kỳ tu sĩ mặc áo bào màu tím nhìn chằm chằm vào một vị trí trên mặt đất, tay phải chỉ xuống, không biết hắn dùng phương thức gì truyền tin đi. Chỉ thấy trong nháy mắt đã có hơn 10 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhanh chóng rời khỏi chiến trường theo hướng tay của hắn lao tới. Thần sắc Vương Lâm vẫn tỉnh táo, quay người sử dụng thổ độn thuật không nhanh không chậm rời đi. Trong 10 tên trúc cơ hậu kỳ có một tên cầm la bàn trên tay, căn cứ theo hướng mũi kim của la bàn chỉ mà đuổi theo Vương Lâm. Sau khi rời đi hơn 10 dặm, Vương Lâm liền ngừng lại nghỉ ngơi, cực cảnh thần thức nhanh chóng được phát tán ra xung quanh. Ở trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, Vương Lâm chính là quân vương, sinh tử của bọn họ sẽ do hắn quyết. 10 người thậm chí ngay cả động tác cảnh báo cũng không kịp làm ra đã bỏ mạng ngã xuống đất. Thần thức nhanh chóng tan biến, hai mắt không còn chút ánh sáng nào. Bây giờ Vương Lâm đã không còn là thiếu niên thuần phác ngày trước nữa, không còn tâm tư thương xót người khác, hễ là ai cản trở bước tiến của hắn, đều phải giết. Trên chiến trường không có đúng sai, chỉ có sinh và tử. Nếu trong lòng có chút thương xót vậy người chết nhất định là hắn. Thuộc tính của cực cảnh vừa mang tới cho Vương Lâm lực lượng to, lớn, cũng lặng yên làm cho tính cách của hắn thay đổi. Cực cảnh, không chỗ nào không làm cho người ta đạt tới cực hạn, nếu đi vào con đường chánh đạo vậy thì người đó coi như một đời tiên hiệp, ghét ác như cừu, chảm yêu trừ ma. Nếu đi vào ma đạo vậy tuyệt đối sẽ trở thành vạn ma chi vương, trở nên vô cùng cực đoan. Sẽ khiến cho người trong ma đạo e ngại ba phần, làm nên danh hiệu ma quân. Cực cảnh do bị hạn chế cho nên không có khả năng xuất hiện phong cách hành sự vừa chính vừa tà. Đơn thuần là do Vương Lâm quyết định, hắn ban đầu muốn trở thành tiên hiệp, làm cho vạn người kính ngưỡng, làm cho tổ tông được vinh quang. Đáng tiếc thế sự vô thường, Tư Đồ Nam xuất hiện, làm tính cách của hắn sinh ra biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng khiến cho Vương Lâm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vinh quang cho tổ tông. Tổ tông đã đoạn tuyệt thì còn vinh quang cái gì? Thuộc tính của cực cảnh lập tức làm cho tính cách của hắn nghịch chuyển. Nếu đã không thể trở thành tiên hiệp vạn người kính ngưỡng, như vậy sẽ trở thành ma quân vạn người e ngại. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ vô tình, sau khi thu lại túi trữ vật của mấy người cũng không thèm liếc mắt nhìn thân thể bọn họ. Thân hình hắn hơi dao động đã một lần nữa tiến vào trong lòng đất, thay đổi vị trí hướng về phía chiến trường đi tới. Nhưng lập tức hắn lại chui lên, nhìn chiến trường phía xa trầm ngâm một chút. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra vài khối linh thạch, tạo thành một trận pháp ở trên mặt đất. Sau đó đem 10 cỗ thi thể ném vào bên trong trận pháp. Mỗi một cỗ thi thể sau khi ném vào đều nổ mạnh, hóa thành máu tươi bị trận pháp hấp thu. Khi cỗ thi thể cuối cùng nổ tung, Vương Lâm cắn đầu ngón tay, bắn một giọt máu tươi vào trong trận pháp. Trận pháp lập tức nổi lên một trận tử khí. Tử khí này sau khi vòng vo mấy lần thì chậm rãi tiêu tán. Vài khối linh thạch trên mặt đất cũng biến mất, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được mánh khóe trong đó. Làm xong những việc này, Vương Lâm lại chui xuống lòng đất đi về phía chiến trường. Cuộc chiến của song phương lúc này đã đạt tới cao trào, nguyên anh kỳ tu sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Lan tới mặt đất càng ngày càng nhiều, làm cho các tu sĩ có tu vi thấp đều phải tránh né. Đúng lúc này, hễ là trúc cơ kỳ tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc liên tục vô duyên vô cớ từ trên không rơi xuống đất, khiến cho thịt nát xương tan. Khi càng lúc càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tử vong một cách quỷ dị, đội ngũ Tuyên Vũ Quốc đang giao chiến xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hỏa Phần Quốc tu sĩ lập tức nhân cơ hội này nhanh chóng tiến hành đuổi giết. Trung niên nhân vừa nãy huy động người đuổi giết Vương Lâm lúc này chau mày lại, ánh mắt như điện, cúi đầu nhìn qua tình hình dưới đất. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất, tay phải chỉ xuống, nhất thời một kết đan kỳ tu sĩ ở bên người hắn không nói lời nào lao xuống dưới. Trong nháy mắt khi kết đan kỳ tu sĩ lão tới,
Vương Lâm liền quay người bỏ chạy. Kết đan kỳ tu sĩ cười lạnh, quát lên một tiếng, tay phải ấn xuống đất, nhất thời trên mặt đất xuất hiện ấn ký hình bàn tay. Âm âm một tiếng vang lên, Vương Lâm nhanh chóng từ dưới lòng đất chui lên, hai chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng chạy về nơi bố trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ lộ ra ánh mắt châm chọc, trong suy nghĩ của hắn, đối phương sở dĩ có thể giết được nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy là nhờ dựa vào một kiện pháp bảo có uy lực mà thôi. Bản thân chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Nghĩ tới đây, hai tay hắn hơi đảo một cái, trên bàn tay đã xuất hiện một chiếc chùy tử màu vàng. Sau khi chiếc chùy tử xuất hiện liền giống như tên rời khỏi cung, lao đi với tốc độ nhanh như chớp. Vương Lâm cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Chùy tử, hắn ném ra phía sau cây lạc đan bảo mà Hỏa Phần Quốc phát cho, rồi cũng không nhìn kết quả, nhanh chóng tiến về phía trước. Kiện đan bảo khi vừa được ném ra lập tức hóa thành nắm đấm màu bạc ngăn chặn chùy tử của đối phương. Tại một khắc khi hai kiện pháp bảo va chạm với nhau, chùy tử xoay tròn liên tục, trực tiếp phá vỡ nắm đấm, tiếp tục lao đi. Tốc độ của nó cũng không hề bị nắm đấm làm cho ảnh hưởng, nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi chùy tử đâm tới, thân hình hắn một lần nữa chui vào trong đất triển khai thổ độn thuật. Sau khi độn di được vài chục thước hắn lại chui lên mặt đất, rồi lại chui xuống, cứ liên tục mấy lần đã đi tới vị trí trận pháp. Kết đan kỳ tu sĩ cũng không hề hoang mang đuổi theo, vẻ châm chọc trong ánh mắt càng đậm, hắn cao giọng nói, bọn chuột nhắt các ngươi ngoại trừ chui xuống đất đánh lén ra thì không còn bản lãnh gì sao. Vương Lâm không nói một lời, sau khi đi qua trận pháp cũng không có ý định dừng lại, thân hình vẫn tiếp tục lóe lên rời đi thật xa. Đột nhiên hắn quay đầu lại, kết đan kỳ tu sĩ lúc này đã bay tới trên không của trận pháp. Khai, ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, từ dưới đất kết đan kỳ tu sĩ trận pháp bắt đầu hoạt động, từ trong nó toát ra một lượng lớn tử khí. Tử khí này trong nháy mắt xuất hiện đã bao vây lấy kết đan kỳ tu sĩ, nhìn từ xa lại chỉ thấy sương mù màu tím đang khuếch tán ra bốn phía, nhìn không rõ được tình huống bên trong. Vương Lâm cười lạnh một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, hắn tế xuất ra ngọc phù pháp bảo Nguyên Anh kỳ. Nhất thời từ trên ngọc phù xuất hiện từng đạo gợn sóng lan ra xung quanh, chúng nhanh chóng bao quay người Vương Lâm. Lúc này thanh chùy tử đã lao tới, nó mãnh liệt va chạm với những gợn sóng quanh người Vương Lâm, nhưng những gợn sóng này không có dấu hiệu bị nó nghiền nát. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn chùy tử trước mặt lấy một cái, mà nhìn chằm chằm vào sương mù màu tím ở đằng xa. Từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, tay phải vuốt nhẹ lên thanh kiếm, ma đầu màu đỏ từ trong thanh kiếm bay ra. Nó lộ vẻ hưng phấn khi nhìn thấy sương mù màu tím, ánh mắt tham lam muốn cắn nuốt nhưng thần sắc lại do dự. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói lời nào nhắm mắt lại, ý thức hải bên trong người hắn nổi lên từng đợt sóng dữ, tia chớp màu đỏ không ngừng từ tụ tập trong ý thức hải. Chúng ngưng tụ lại thành một đám mây màu đỏ, trong giây lát thoát khỏi ý thức hải. Cực cảnh thần thức lần đầu tiên không lưu lại chút nào thoát ly khỏi cơ thể hắn, dốc toàn bộ lực lượng tiến hành công kích. Khi đám mây đỏ từ trên đầu của Vương Lâm xuất ra, ma đầu lập tức lộ vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy thối lui lại phía sau. Áng mây đỏ vừa xuất hiện đã hóa thành thanh lợi kiếm, mang theo ma đầu bên người lao về phía sương mù màu đỏ. Chỉ thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở bên trong sương mù màu đỏ đang khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm. Bên cạnh hắn có một chiếc hồ lô đang xoay tròn cảnh giới, những nơi nó đi qua sương mù chậm rãi trở nên mờ nhạt, dần dần bị hấp thu. Trận pháp do Vương Lâm thi triển là một loại trận pháp ác độc, nó gọi là Phệ Huyết Thiên Ma trận. Loại trận pháp này kết cấu không phức tạp, điều quan trọng là phải có huyết nhục của tu sĩ làm chủ mới có thể phát huy tác dụng của thiên ma. Vương Lâm lấy 10 thi thể của trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí lại thành trận pháp này, trong thời gian ngắn vây khốn lấy kết đan kỳ tu sĩ thì không có vấn đề lớn. Nếu hắn có thể lấy thân thể kết đan kỳ tu sĩ để bày trận, như vậy chỉ cần 5 thi thể là có thể giết chết những tu sĩ có tu vi dưới kết đan trung kỳ. Bất quá trận pháp này đối với thi thể lập trận yêu cầu cực cao, phải là do chính mình giết chết mới được, nếu không sẽ hạn chế tác dụng của trận pháp. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm sau khi lao vào sương mù, kết đan kỳ tu sĩ lập tức cảm ứng được, hai mắt đột nhiên mở ra.
Không cần Vương Lâm ra lệnh, ma đầu nhanh lao về phía trước. Nó không để ý tới hồ lô đang vây quanh thân thể đối phương mà lập tức tiến vào trong ý thức hải của hắn. Bên trong ý thức hải, thần thức của tu sĩ đó hóa thành một người khổng lồ, cực cảnh thần thức được phát huy tới cực hạn, đám mây đỏ trực tiếp tạo ra thành vô số những tia chớp màu đỏ. Chúng mang theo những tia sét ầm ầm oanh kích lên thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ này lộ ra biểu tình thống khổ. Thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn rít cào huy vũ song trường, lập tức có tia chớp màu đỏ bị phân ra làm hai. Ngay sau đó, áng mây đỏ tiêu tán hóa thành càng nhiều những tia chớp, một lần nữa nhằm vào đối phương oanh kích. Thân hình người khổng lồ càng lúc càng nhỏ lại, nhưng song trưởng của hắn cũng huy vũ kịch liệt, mỗi lần huy động đều có một tia chớp bị hắn cắt đứt hóa thành hồng mang mà biến mất. Với tu vi của Vương Lâm thì giết chết kết đan sơ kỳ tu sĩ còn có chút miễn cưỡng, còn nếu hắn đã tiến được vào kết đan kỳ thì đối phó với cao thủ kết đan kỳ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá, Vương Lâm há phải hạng người lỗ mãng. Nếu không nắm chắc thành công hắn quyết sẽ không làm. Lúc này ma đầu giống như được lệnh của Vương Lâm, nó mang theo một tia do dự lao về phía người khổng lồ. Vẻ mặt người khổng lồ vô cùng kinh hoàng, cánh tay huy vũ đánh về phía ma đầu, khiến cho thân hình ma đầu bị đánh nát. Người khổng lồ vừa thở ra một hơi thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh hoàng. Trên cánh tay của hắn lúc này bất ngờ xuất hiện thân ảnh ma đầu, nó gắt gao cắn chặt lên đó, tiến hành cắn nuốt từng chút một. Mặc dù ma đầu liên tục rít cào huy động song quyền tấn công ma đầu ở trên người, nhưng ma đầu đó giống như sinh ra trên người hắn, làm cách nào cũng không vứt đi được. Cuối cùng người khổng lồ đành buông tha chống cự với tia chớp màu đỏ, cánh tay không ngừng tấn công ma đầu trên người. Mỗi một lần tấn công thân thể ma đầu lại ảm đạm đi vài phần, nhưng ma đầu vẫn kiên trì không buông, ngược lại tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Kỳ thật tâm lý ma đầu cũng không ngừng kêu khổ, hắn bây giờ nếu buông bỏ đối phương, Vương Lâm khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn. Buông thì chết, còn không buông lại có một chút sinh cơ, hắn nữa nếu có thể cắn nuốt thần thức của kết đan kỳ tu sĩ, nói không chừng thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó sẽ cắn nuốt tên gia hỏa kia, từ nay về sau thiên hạ to lớn mặc cho hắn tiêu dao. Có hy vọng như vậy, sự tàn nhẫn trong lòng ma đầu càng lúc càng dâng lên, lấy tốc độ nhanh chóng tiến hành cắn nuốt, có thể nói tinh lực toàn thân của ma đầu lúc này đều đặt ở trên đó. Người khổng lồ lộ ra vẻ muốn khóc, cánh ta huy động càng lúc càng yếu, cuối cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thần thức màu vàng bị ma đầu hấp thu. Vẻ mặt ma đầu mừng như điên, nó đang muốn tiến hành tiêu hóa thần thức của Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thì đột nhiên thần thức của Vương Lâm hóa thành một áng mây đỏ nhanh chóng bao vây lấy hắn. Ma đầu bị giam cầm, nó cuống quýt phát ra những tiếng gầm rú không cam lòng, bất quá cuối cùng bất đắc dĩ nhả ra thần thức của kết đan kỳ tu sĩ. Trải qua chuyển hóa trong cơ thể của ma đầu, thần thức của kết đan kỳ tu sĩ đã trở thành một cỗ thần thức không chủ. Tâm niệm Vương Lâm khẽ thay đổi, áng mây đỏ nhanh chóng thoát khỏi thần thức đang sụp đổ của cơ thể kết đan kỳ tu sĩ ra ngoài trở về thân thể hắn. Vương Lâm mở bừng hai mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ở trong ý thức hải của hắn, thần thức kết đan kỳ tu sĩ đang bị cực cảnh thần thức chậm rãi thôn phệ. Lúc này, thanh chùy tử màu vàng ở trước mặt đã ảm đạm màu sắc rơi xuống đất. Vương Lâm thu hồi lại ngọc phù của mình, đưa tay cầm lấy thanh chùy tử lên tùy ý lướt mắt qua một cái rồi cất vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn đi nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống một góc của trận pháp, từ trên mặt đất lấy ra một khỏa linh thạch. Khi linh thạch bị bóp nát, sương mù màu tím lập tức tiêu tán, từ bên trong lộ ra thân thể kết đan kỳ tu sĩ đã tuyệt khí bỏ mạng. Đứng ở bên cạnh, tay phải Vương Lâm điểm vào mi tâm tu sĩ, quát khẽ nói, mau lăn ra đây, nếu không ta lập tức giết người. Một đạo hồng quang không cam lòng từ thiên linh cái của tu sĩ chui ra, nó hóa thành bộ dáng của ma đầu. Ánh mắt nó tràn ngập hận ý, nhưng ngay sau đó liền thở dài một hơi, nhận lệnh của Vương Lâm quay trở lại phi kiếm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thi thể tu sĩ, ánh mắt chớp động không ngừng sau khi tháo chiếc túi trữ vật của hắn ra. Tay phải hắn vung lên, thi thể đối phương liền bốc cháy hóa thành than. Chỉ bất quá bên trong đống than lóe lên tinh quang của kim đan. Kim đan này nhanh chóng co rút lại, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn,
tựa hồ có dấu hiệu sẽ tiêu tán. Vương Lâm cầm lấy kim đan không nghĩ ngợi gì cho vào trong miệng, sau đó đạp nhẹ xuống đất, thân ảnh nhanh chóng chui xuống lòng đất. Lần này chui xuống gần ngàn trượng, ở sâu trong lòng đất, Vương Lâm khoanh chân ngồi cố gắng tiêu hóa kim đan ở trong bụng. Kim đan này khi tiến vào trong cơ thể hắn lập tức mất tác dụng, một cỗ linh từ đó tản mát ra xung quanh, chỉ chốc lát đã tràn ngập thân thể Vương Lâm. Linh lực trong đó quá mức khổng lồ, cho nên thân thể Vương Lâm không sao chịu được, miệng mũi lúc này không ngừng chảy ra máu tươi. Vương Lâm cũng không thốt ra lời nào, đưa tay lên điểm lên mi tâm, Thiên Nghịch Châu xuất hiện. Thân thể hắn chợt lóe lên đã tiến vào bên trong không gian của Thiên Nghịch Châu. Vương Lâm lập tức bay tới nơi ở của Nguyên Anh Tư Đồ Nam. Hắn khoanh chân ngồi xuống tiến hành thổ nạp, dần dần, thân thể hắn xuất hiện vô số những điểm máu, kinh mạch trong cơ thể hiện lên trên làn da một cách rõ ràng. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, dựa theo phương thức kỳ quái một tay đặt lên trán, một tay đặt ở bụng hình thành hệ tuần hoàn. Đồng thời trong lòng hắn đang thì thầm khẩu quyết. Kim đan trong cơ thể mang tới linh lực khổng lồ, chúng nhanh chóng được Vương Lâm vận chuyển, xương cốt toàn thân không ngừng được linh lực bổ sung khiến chúng trở nên cứng cỏi hơn trước. Sau khi ở trong Thiên Nghịch không gian 2 tháng, Vương Lâm mở mắt ra, xung quanh mây mù cuồn cuộn, một lúc lâu sau chúng mới chậm rãi tiêu tán khôi phục lại cảnh vật rõ ràng. Ngọc giản của Tà Ma Tông từng ghi lại thôn phệ kim đan có thể tăng trưởng tu vi, điều này không phải là giả. Dựa theo khẩu quyết, ngọc giản quả nhiên có thể hấp thu linh lực trong kim đan. Đáng tiếc đây chỉ là kim đan sơ kỳ, mà chỉ có tu luyện đại tự tại tu la thuật mới có thể hấp thu được hai thành linh lực. Nếu không tu luyện đại tự tại tu la thuật thì nhiều nhất chỉ hấp thu được một thành linh lực. Vương Lâm thì thầm nói một lúc, đứng lên nắm chặt bàn tay, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm tư, trong lòng thầm nghĩ. Hấp thu một thành linh lực của kim đan sơ kỳ khiến cho ta đột phá cảnh giới trung kỳ đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ nếu tái gặp phải kết đan sơ kỳ mặc dù không có ma đầu tương trợ chính mình cũng có thể liều mạng một chút. Ở trong Thiên Nghịch không gian 2 tháng, tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, Vương Lâm sau khi rời khỏi Thiên Nghịch không gian, dựa vào độn thổ thuật chui lên mặt đất. Lúc này bên ngoài trời đã khuya, xung quanh tràn ngập sự yên tĩnh, Vương Lâm quay trở lại chiến trường chỉ thấy khắp nơi tràn ngập thi thể, cả linh mạch bị người ta dùng đại pháp thuật làm cho. Mặt đất xuất hiện một cái lỗ hổng sâu không thấy đáy. Xem xét một lúc xung quanh, hắn nhanh chóng quay về phía ngọn núi nơi Hỏa Phần Quốc chiếm cứ. Mấy canh giờ sau, Vương Lâm đã đi tới dưới chân ngọn núi, hắn từ dưới lòng đất chui lên, đạp phi kiếm tiếp tục phi hành vào bên trong. Nửa đường đi bị các tu sĩ tuần tra kiểm tra liên tục, nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm xuất ra ngọc phù ghi chép số lượng địch nhân bị giết thì cũng không tiến hành ngăn cản hắn. Đi dọc theo đường đi, Vương Lâm đã đi tới bên ngoài thiên điện trên một đỉnh núi. Đây là nơi mà ngày trước Phượng Loan đã triệu hắn về. Bên ngoài thiên điện có hai nữ tu sĩ kết đan kỳ khoanh chân ngồi. Vương Lâm đi tới hai nàng lập tức mở mắt, sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền nhắm mắt không để ý gì tới hắn nữa. Vương Lâm từ bên ngoài cất cao giọng nói, đệ tử tham kiếm sư tôn. Vào đi, thanh âm ôn nhu của Phượng Loan từ bên trong nội điện truyền ra. Vương Lâm không nói thêm câu nào lập tức đi vào, chỉ thấy Phượng Loan lúc này đang ngồi trên ghế đá. Bên cạnh nàng còn có một người, đó chính là trung niên văn sĩ Chu Cẩn. Hắn nhìn Vương Lâm hơi gật đầu, sau đó lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Thần thái Phượng Loan cũng lộ vẻ uể oải, nàng quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói, chuyện gì? Vương Lâm không nói lời nào, mà đưa ngọc phù ở trong tay lên. Phượng Loan ngẩn người ra, sau khi tiếp nhận vẫn không xem ngay lập tức mà đánh giá Vương Lâm vài lần. Lúc này mới không chút do dự đưa thần thức tiến vào trong ngọc phù dò xét một vòng, nét mặt nàng nhất thời lộ vẻ cổ quái. Chu Cẩn quay đầu lại, tiếp nhận ngọc phù từ trên tay Phượng Loan, thần thức đảo qua, hàng lông mày hơn giãn ra, cười nói, không tồi. Giết được 61 trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ một người. Nếu có thể tiếp tục duy trì tiến độ này ngươi sẽ có hy vọng tranh đoạt thiên ly đan. Bất quá, ta cảm thấy kỳ lạ, ngươi trước đây là trúc cơ trung kỳ, vì sao lại nhanh chóng đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới? Hơn nữa, nếu muốn giết một kết đan kỳ tu sĩ thì cơ hồ không có khả năng, ngươi làm thế nào làm được?
Nói xong những lời này, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đối với vấn đề này, Vương Lâm đã sớm đoán được, thần sắc hắn thong dong, bình thản nói, kết đan tu sĩ nọ bị người khác vây công, sau đó trọng thương bỏ chạy. Ta đuổi theo khi hắn đã sắp chết, bị ta đoạt được kim đan, rồi sử dụng thông phệ đại pháp của tà ma tông nuốt vào. Tu vi lúc đó mới từ trúc cơ trung kỳ tiến lên giả đan cảnh giới. Thông phệ đại pháp, ánh mắt Chu Cẩn như điện nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm. Hắn phát hiện ra trong cơ thể Vương Lâm vẫn còn sót lại linh lực của kim đan ba động, trong lòng cũng tin tưởng vài phần, sau đó không nói gì nữa. Phượng Loan thâm ý nhìn Vương Lâm, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc giản, trong miệng nói, đây là phần thứ hai của bản đồ. Kết đan kỳ tu sĩ ta tính cho người 10 người. Nếu người cuối cùng giết đủ 150 người, ta sẽ đưa nốt cho ngươi phần thứ ba của bản đồ. Vương Lâm gật đầu tiếp nhận ngọc giản, hắn dùng thần thức xem xét một chút, bên trong đích thực là một phần của bản đồ. Nếu hai phần bản đồ cùng ở một chỗ, thì diện mạo bốn phía của hỏa phần quốc trên cơ bản đã được Vương Lâm hiểu rõ. Tu Ma Hải ở sát biên giới của hỏa phần quốc, từ trên bản đồ xem, thì trên đại lục hỏa phần quốc cũng không có Triệu quốc. Dựa theo miêu tả của bản đồ, bên kia Tu Ma Hải còn có một đại lục. Về phần đại lục này tên là gì thì trên bản đồ không ghi, nói như vậy ở mảnh bản đồ thứ ba hẳn là sẽ có giới thiệu đôi chút. Tại phần thứ hai của bản đồ, có giới thiệu chi tiết về Tu Ma Hải, Vương Lâm cũng không kịp nhìn kỹ đã thu hồi thần thức. Lại, tu sĩ của Tuyên Vũ quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến, nếu ngươi muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày này chính là cơ hội tốt nhất. Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng, nói. Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng thét chói tai. Sắc mặt Chu Cẩn và Phương Loan lập tức trở nên âm trầm, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ ngồi. Vương Lâm vội vàng rời khỏi thiên điện, chỉ thấy ở giữa không trung có một người toàn thân bị vô số vết thương. Linh khí không ngừng thoát ra ngoài làm tổn hại tới Nguyên Anh. Đối phương kinh hãi nói, chư vị đạo hữu. Tỏa quốc đại trận đã bị phá, hỏa thú sắp giết tới đây. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, Tu Ma Hải, 1+2. Nét mặt Vương Lâm tối sầm lại, tin tức tỏa quốc đại trận bị phá đối với hắn hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp. Một khi hỏa linh thú tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn. Nhớ tới cảnh một biển hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định, phải nhanh chóng lấy được bản đồ. Về phần thiên ly đan thì để một thời gian nữa cũng được. Nghĩ tới đây Vương Lâm cau mày. Cướp tấm bản đồ đang ở trong tay Phượng Loan, chẳng bằng ra ngoài giết đủ 150 người còn hơn. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng đã có chủ ý. Thần thức của hắn thoáng động, trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Hùng và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Hùng. Dương Hùng là một trong số những đệ tử của Chiến Thần Điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Hắn không hề dám lơi lỏng, hết sức cảnh giác, quan sát khắp nơi. Tuy nhiên, hai mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa rồi có một Nguyên Anh bị mất, thân thể vừa mới bay qua. Dương Hùng có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng, đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét. Bất chợt tâm thần của hắn máy động, liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi vào đến trong rừng, hắn nhìn quanh một chút rồi cung kính nói, Dương Hùng tham kiến chủ nhân. Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện, hắn nhìn Dương Hùng một chút rồi nói, Chu Tử Hồng ở đâu? Mặc dù trong lòng rất thắc mắc nhưng Dương Hùng cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ta nhớ là Chu sư muội được xếp trong phân đội 3, nhóm thứ 4. Còn vị trí cụ thể ở đâu thì không rõ lắm. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Hùng mấy lần rồi nói, bản mệnh tinh phách của Chu Tử Hồng ta đã trả lại. Thân thể Dương Hùng khẽ run lên, hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm như muốn nói cái gì đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên,
Nói một cách bâng quơ, nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho người. Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói, chủ nhân nói có thật không? Vương Lâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản, áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên trên không, ngọc giản liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang, từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến. Ngay sau đó, một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống. Người đó chính là Chu Tử Hồng. Nàng thu hồi phi kiếm, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh Dương Hùng. Nét mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vương Lâm vung tay lên một cái, phóng thích bản mệnh tinh huyết của Dương Hùng ra ngoài. Sau khi tiếp nhận lấy, Dương Hùng xấu hổ không dám nhìn Chu Tử Hồng nhanh chóng ra khỏi rừng. Nét mặt Chu Tử Hồng tái nhợt, khẽ mím đôi môi. Sau khi hít một hơi, nàng liền mở miệng, nói, Phượng Loan lão tổ là mẫu thân của ta. Sau khi người đến gặp ta liền phát hiện ngay ra sự khác thường. Vì vậy, Vương Lâm lắc đầu, thở dài nói, việc này qua rồi không cần phải nhắc lại nữa. Chu Tử Hồng, ta muốn nhờ ngươi giúp cho một việc. Chu Tử Hồng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, là bản đồ. Vương Lâm gật đầu, nói, quê hương của ta ở một nơi rất xa. Nếu không có bản đồ, ta không thể xác định được phương hướng. Ánh mắt Chu Tử Hồng có chút phức tạp, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói, ngươi giúp ta giết hai người. Tu vi như thế nào? Vương Lâm nhíu mày. Một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Ánh mắt Chu Tử Hồng lóe lên hàn quang, nói, được. Vương Lâm chẳng hề do dự, gật đầu đồng ý. Hai người đó ngươi cũng đã gặp qua. Một người là Từ Tư, sư muội thanh mai trúc mã của Mã Lương. Còn người kia là kẻ vẫn luôn quấn lấy nàng, Chu An. Bây giờ, ngươi cũng không cần phải giết chết bọn họ ngay. Chờ khi ngươi rời đi, lúc đó ra tay cũng được. Còn về bản đồ, một lúc nữa, ta sẽ cầm đến cho ngươi. Chu Tử Hồng nói xong, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi xoay người đạp kiếm, bay đi. Mã Lương, đây là việc cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi. Nét mặt Chu Tử Hồng có vẻ buồn bã, từ từ bay đi. Ánh mắt Vương Lâm dõi theo bóng lưng của Chu Tử Hồng một chút. Sau đó, hắn liền phát tán thần thức, nhanh chóng tìm được vị trí của Từ Tư. Ngày đó, hắn đã lưu lại trên người Từ Tư một tia thần thức, nên lúc này tìm kiếm vô cùng đơn giản. Sau khi phát hiện được vị trí của Từ Tư, Vương Lâm dẫm chân một cái, nhanh chóng chui vào lòng đất mà đi. Một canh giờ sau, Vương Lâm liền trở lại vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống, đợi Chu Tử Hồng. Nét mặt của hắn lúc này có chút quái dị. Vừa rồi, ở một chỗ hẻo lánh phía sau núi, hắn đã tìm được Từ Tư. Nhưng lúc đó, nàng đang cùng với Chu An dính chặt với nhau như Sam, nên không nhận ra hắn. Cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ, dâm loạn. Vương Lâm đứng xem một lúc rồi lưu lại một tia thần thức sau khoảng nửa tháng sẽ phát tác trên thân thể Chu An. Sau đó, hắn yên lặng bỏ đi. Sau khi trở lại rừng rậm chờ một lúc, Chu Tử Hồng liền xuất hiện. Nàng đứng ở bên ngoài ném một cái ngọc giản vào trong rừng, sau đó bỏ đi. Vương Lâm phất tay, chộp lấy ngọc giản. Hắn dụng thần thức xem xét một chút rồi đút vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, độn thổ vào lòng đất, rời đi. Sau khi xem xét tấm bản đồ, Vương Lâm mới biết được Hỏa Phần Quốc nằm trên Chu Vũ Đại Lục. Giữa nó và Đại Lục của Triệu Quốc có một cái Tu Ma Hải. Nếu muốn trở về Triệu Quốc thì phải xuyên qua Tu Ma Hải, một địa danh nổi tiếng trong truyền thuyết. Trên bản đồ cũng có giới thiệu một chút về Tu Ma Hải, trong đó nhấn mạnh sự nguy hiểm của nơi này. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám tiến nhập một cách khinh suất. Hơn nữa, theo những gì ghi trên bản đồ thì Tu Ma Hải cũng không phải là một đại dương thực sự. Vào thời kỳ Thượng Cổ, trong một trận đại chiến, nó bị một vị tu sĩ sử dụng thần thông làm cho nước bốc hơi hết để giết địch. Từ sau lần đó, cả Tu Ma Hải chỉ có sương mù bao phủ. Nói một cách chính xác thì dùng hai từ Vũ Hải là thích hợp nhất.
rất nhiều sinh vật vốn sinh sống trong đại dương đã tiến hóa, thích ứng với sương mù. Đồng thời cũng do đặc điểm sương mù của Tu Ma Hải, hàng năm cứ có trong khoảng thời gian một tháng, sương mù lại một lần nữa biến thành nước biển. Qua một tháng, nó lại biến thành sương mù như cũ. Hoàn cảnh khốc nghiệt như thế đã khiến cho tài nguyên nơi đây hết sức cằn cỗi, linh mạch thưa thớt, thậm chí nó còn biến thành một nơi để giết người. Từ từ ở đây càng ngày càng có nhiều người tu ma tụ tập. Một số người tu ma ở tu chân quốc cấp cao gây ra đại họa bị quốc gia truy sát cũng chạy tới đây. Bọn chúng lợi dụng điểm đặc biệt của Tu Ma Hải để mà trốn tránh. Từ đó, nơi đây mới chính thức được đổi tên thành Tu Ma Hải. Còn tên thực của nó đã bị người ta hoàn toàn quên lãng. Các thế lực trong Tu Ma Hải hết sức hỗn loạn, long xà hỗn tạp. Nếu không phải là người tu ma, gần như rất ít khi tiến vào. Vương Lâm vừa di chuyển vừa xem xét những thông tin ghi trên ngọc giản. Bất chợt thân thể của hắn khẽ dừng lại, phát tán thần thức ra ngoài. Căn cứ theo thần thức, hắn có thể thấy được giữa không trung có hai đạo kiếm quang đang phá không mà đi. Người phía trước là một nữ tử có khuôn mặt tái nhợt, thân thể chao đảo trực ngã. Trên khuôn mặt của nàng có một đôi mày liễu. Nét mặt như hoa đua nở, giống như một đóa hoa sen, hết sức hiền từ. Nàng chính là Lý Mộ Uyển, đệ tử Lạc Hà Môn mà hắn đã gặp qua một lần. Người đang đuổi theo phía sau là một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch. Hắn cứ chậm chậm đuổi theo phía sau, đồng thời cất tiếng trêu chọc, nói, tiểu nương tử. 13 người trong tiểu đội của ngươi đã bị ta giết chết hết. Ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa? Lý Mộ Uyển không nói một lời, cắn chặt một cố bay về phía trước. Tên thanh niên khẽ vung tay phải lên, một tiếng giọt vang lên. Lý Mộ Uyển kinh hãi kêu lên một tiếng. Vạt áo phía sau của nàng đã bị kéo rách, để lộ làn da trắng như tuyết. Gã thanh niên cười ha hả, tay phải đưa lên sờ mũi, hai mắt hiện rõ một sự dâm đãng. Vương Lâm theo dõi một chút rồi thôi không nhìn nữa. Tu vi của tên thanh niên đó rất cao, đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ. Vì vậy, Vương Lâm cũng chẳng muốn rước thêm rắc rối. Chuyện quan trọng nhất vào lúc này là nhanh chóng bỏ đi trước khi hỏa linh thú đuổi tới. Hắn với Lý Mộ Uyển mới chỉ gặp nhau có một lần, cũng chẳng đến mức phải liều mạng đi cứu. Đang định bỏ đi, đột nhiên gã thanh niên cúi đầu xuống. Hắn hất tay, bắn ra một đạo hắc quang về phía Vương Lâm đang ẩn thân dưới đất. Không ngờ ở đây lại có một tên tiểu bối thi triển thổ độn thuật. Đã gặp thì ngươi ở lại đi. Vương Lâm thầm thở dài. Đúng vào lúc hắc quang đánh trúng mặt đất liền nhảy lên. Lý Mộ Uyển nhận thấy có sự khác thường liền quay đầu nhìn lại. Thấy hắn, nàng quá đỗi vui mừng, gọi to, là ngươi, sư huynh cứu ta với. Nói xong, phi kiếm dưới chân nàng đảo một vòng, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Vương Lâm. Tên thanh niên cười ha hả, ngón tay khẽ điểm một cái. Trước mặt hắn liền xuất hiện 7, 8 thanh phi kiếm lao ra, nháy mắt đã tới gần hai người. Có điều, phần lớn phi kiếm đều tập trung vào một mình Vương Lâm. Còn trên người Lý Mộ Uyển chỉ có một thanh mà thôi, hơn nữa vị trí cũng không phải chỗ nguy hiểm. Hiển nhiên là đối phương đã nổi máu dâm nên không muốn giết nàng. Vương Lâm thầm than một tiếng. Tay hắn nắm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phi kiếm, nhanh chóng thi triển thổ độn thuật bỏ chạy. Thổ độn thuật không hổ là đại thần thông từ thời thượng cổ. Mặc dù cũng chỉ là biến thể của nó, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Vương Lâm mang theo một người mà tốc độ chỉ giảm xuống không đáng bao nhiêu, nhanh chóng bỏ chạy. Người thanh niên ở phía trên cố tình trêu tức. Hắn khống chế phi kiếm liên tục đánh xuống mặt đất. Nhưng được một lúc, tốc độ của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Gã thanh niên thôi không cười nữa, nhanh chóng đuổi theo. Có điều, mặc dù tu vi của hắn là kết đan kỳ nhưng cũng không am hiểu về tốc độ. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng phi kiếm thì hắn còn có thể truy đuổi một cách dễ dàng. Nhưng gặp phải ngũ hành độn thuật, nhược điểm của hắn liền xuất hiện rõ ràng, nhanh chóng bị bỏ rơi. Nét mặt Vương Lâm âm trầm, quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thấy thế mà giật mình. Nàng biết bản thân làm liên lụy tới đối phương, vội hé đôi môi anh đào, nhanh chóng nói, người này là trưởng lão của song tu môn ở Tuyên Vũ Quốc. Chẳng hiểu tại sao hắn lại biết được ta có một viên thiên ly đan, nên mới tìm tới.
Nàng chưa kịp nói xong, hai mắt của Vương Lâm đã chớp chớp, trầm giọng nói, ngươi có thiên ly đàn. Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Lý Mộ Uyển hết sức sợ hãi. Nàng vốn tự thị thông minh ơn người, nếu không cũng chẳng để lộ ra tin tức thiên ly đàn làm gì. Để cho hắn cứu mình, nàng chỉ còn cách đánh cược một lần. Dù sao thì hắn cũng là người hỏa phần quốc với nàng. Rơi vào tay hắn so với tên tu sĩ kết đan kỳ kia còn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng vội nói, thiên ly đan thành phẩm ta không có. Ở đây, ta chỉ có một viên bán thành phẩm. Thấy ánh mắt của Vương Lâm có phần không tốt, nàng vội vàng giải thích, thiên ly đan của Lạc Hà Môn không có thành phẩm. Tất cả đều chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Có điều chỉ cần dùng nửa canh giờ tế luyện là có thể hoàn thiện được một bước cuối cùng, biến nó trở thành hoàn chỉnh. Bởi vì, một khi thiên ly đan trở nên hoàn chỉnh thì không tiện cất giữ. Trong vòng một năm phải sử dụng, nếu không dược hiệu sẽ bị hao tổn. Trong lòng Vương Lâm thoáng động nhanh chóng quay ngược trở lại. Vốn hắn định đi đường vòng tới Tu Ma Hải. Nhưng vì phải bỏ rơi người kia nên hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mềm mại của Lý Mộ Uyển, thay đổi phương hướng, chạy về biên giới của Hỏa Phần Quốc. Trong đầu Vương Lâm thầm đưa ra hai phương án. Một là đi tới ngọn núi của Hỏa Phần Minh, nơi đó có vô số cao thủ. Chỉ cần tới gần đó là sẽ được cứu. Nhưng chưa nói tới việc tên thanh niên kết đan kỳ của Tuyên Vũ Quốc có cho họ chạy về hướng đó hay. Không mà chỉ cần khi tới gần ngọn núi, Lý Mộ Uyển lật lọng là hắn rất khó lấy được thiên ly đan. Lựa chọn thứ hai là đi tới biên giới của Hỏa Phần Quốc. Tính toán thời gian thì lúc này, hỏa linh thú đang ở phía trước. Vương Lâm chẳng hề do dự, lựa chọn phương án thứ hai, gã thanh niên vẫn bám theo không bỏ. Thấy tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, hắn tức giận hừ một tiếng, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái lá cây. Bàn tay hắn khẽ nâng niu, ngắm nhìn nó một chút rồi ném thẳng về phía trước. Kích thước của phiến lá cây lập tức tăng nhanh, cuối cùng dài hơn một trượng. Gã thanh niên đạp lên phiến lá, tật. Âm thanh vừa dứt, phiến lá liền vọt về phía trước. Tốc độ của nó quá nhanh chỉ để lại trong không trung một chuỗi tàn ảnh. Khoảng cách giữa hai bên từ từ bị rút ngắn. Nét mặt Lý Mộ Uyển càng lúc càng tái nhợt. Nàng không dám nghĩ hậu quả nếu bị đuổi kịp. Trong lòng nàng cảm thấy oán giận vì Vương Lâm không bỏ chạy về phía ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Có điều, nàng cũng không dám để lộ ra mặt, sợ chọc đối phương nổi giận, vất nàng lại. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán thời gian. Khoảng cách từ khi đại trận bị phá đến giờ mới khoảng chừng 3 canh giờ. Trừ đi thời gian Nguyên Anh Thuấn Di tới nơi báo tin ra, có lẽ vào lúc này, hỏa linh thú đang từ Hỏa Phần Quốc tiến về phía biên giới Tuyên Vũ Quốc. Trong lòng thầm tính toán thời gian, phút chốc, thần thức của Vương Lâm đã nhận thấy được từ xa có một đám mây màu đỏ đang trôi tới. Gã thanh niên đang đuổi theo giữa không trung vừa mới nhìn thấy đám mây đỏ, liền biến sắc, không hề do dự, quay đầu nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên nhân của việc Hỏa Phần Quốc xâm lấn Tuyên Vũ Quốc hắn đã được biết. Tất cả cũng đều là do đàn hỏa linh thú này gây nên. Tốc độ của hỏa linh thú hiển nhiên là rất nhanh, mà tốc độ độn thuật của Vương Lâm lại càng nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt, hai bên đã vượt qua nhau, rồi kéo giãn khoảng cách. Lý Mộ Uyển khiếp nhìn đám mây đỏ trên bầu trời càng lúc càng xa. Trong lòng nàng vừa mới bình tĩnh được một chút, liền sực nhớ ra, vội vã hô lên, mau dừng lại. Chúng ta phải nhanh chóng báo tin, đám hỏa linh thú chẳng phải đang bị tòa quốc đại trận phong bế hay sao? Vương Lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói, bọn họ đã biết từ trước rồi, không cần ngươi quan tâm. Đúng lúc này, một đạo thần thức rất mạnh chợt xuất hiện. Nó lướt qua bầu trời, rồi chợt tập trung lại trên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm kêu không hay. Hắn vội lấy từ trong túi trữ vật ra linh khí dịch thể uống vào. Sau đó, không nói tiếng nào, nắm lấy tay Lý Mộ Uyển thi triển thổ độn thuật tới mức cao nhất, nhanh chóng bỏ chạy. Đám hỏa linh thú đã bay đi xạ chợt ngừng lại. Chúng gầm lên một cách điên cuồng, quay người lại đuổi theo. Chỉ có điều khoảng cách hai bên rất xa. Hơn nữa, Vương Lâm phản ứng cực nhanh, tốc độ của hắn không giảm mà còn tăng lên nhanh hơn. Nhất thời, mặc cho hỏa linh thú đuổi theo nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Thần thức của Lý Mộ Uyển nhận thấy điều đó liền hoảng sợ. Trong lòng nàng chợt nảy ra một suy nghĩ.
Nàng cảm giác như mục tiêu của đám hỏa linh thú đó không phải là Hỏa Phần Minh mà chính là tên thanh niên có khuôn mặt lạnh như băng đang nắm lấy tay nàng. Ngũ hành độn thuật quả là một trong những đại thần thông. Sử dụng nó không những phải tiêu hao linh lực rất nhiều mà trên phương diện tư chất cũng yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Tuy nhiên, cái mà Vương Lâm tu luyện cũng chỉ là một biến thể của nó, thuộc về loại ngụy thổ độn thuật. Đối với loại này, ngoại trừ việc tiêu hao linh lực cần rất nhiều ra thì yêu cầu đối với tư chất của nó cũng không cao. Thậm chí, chỉ cần vận dụng một thời gian là có thể nắm vững. Mặc dù Vương Lâm lĩnh ngộ được nó chưa lâu, nhưng số lần sử dụng của hắn lại rất nhiều nên đến lúc này, khả năng vận dụng của hắn hết sức thuần thục. Còn về chuyện tiêu hao linh lực, điều này Vương Lâm lại chẳng hề lo lắng. Liên tục sử dụng thổ độn thuật trong 3 ngày, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển băng qua Hỏa Phần Quốc. Đám hỏa linh thú phía sau lưng hắn càng lúc càng gần, tiếng gầm rú liên tục vọng đến tai. Tới biên giới của Hỏa Phần Quốc, Vương Lâm chui từ dưới đất lên, nhìn Tu Ma Hải, uể oải ngồi xuống. Khuôn mặt hắn tái nhợt nói với Lý Mộ Uyển, ngươi có chắc rằng trước khi hỏa linh thú đuổi kịp có thể tế luyện thiên ly đan hoàn chỉnh hay không? Bây giờ, trong lòng Lý Mộ Uyển đối với Vương Lâm đã có một cảm giác e ngại. Nàng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn. Nếu không, hỏa linh thú đã chẳng quay ngược lại mà đuổi theo. Trên đường đi, từ thái độ của chúng có thể thấy hỏa linh thú căm hận hắn tới cực điểm. Quan trọng nhất là Lý Mộ Uyển hoàn toàn hiểu rõ về thổ độn thuật. Ngoại trừ tu sĩ kết đan kỳ trở lên, còn tu sĩ trúc cơ kỳ cơ bản là không thể sử dụng liên tục trong 3 ngày. Mỗi khi linh lực tiêu hao, hắn lại uống một loại dịch thể. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Bây giờ, sau khi nghe Vương Lâm nói xong, sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt. Vốn là một người thông minh, làm sao mà nàng không hiểu được ý tứ của đối phương. Nếu có thể tế luyện được thì có lẽ đối phương còn cho nàng một con đường sống. Chẳng hạn như dẫn nàng rời khỏi đám hỏa linh thú. Nhưng nếu không thể tế luyện được thì chắc chắn hắn chẳng hề do dự mà không lấy đi thiên ly đan ở dạng bán thành phẩm, sau đó mặc kệ nàng. Nghĩ tới đây, thân hình mềm mại của Lý Mộ Uyển lại càng thêm run rẩy. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần đám hỏa linh thú xé xác tu sĩ. Vì vậy trong lòng vô cùng sợ hãi, Vương Lâm nhướng mày. Thời gian lúc này rất gấp, nếu đối phương cự tuyệt thì sao? Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương. Thực ra, suy nghĩ của Lý Mộ Uyển cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu trong thời gian ngắn nàng không thể chế tạo ra được thành phẩm thì cho dù Vương Lâm có lấy đi bán thành phẩm thiên ly đan cũng sẽ đưa cho nàng một số pháp bảo để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mục tiêu của hỏa linh thú chính là hắn nên cơ hội sống sót của Lý Mộ Uyển là rất lớn. Lý Mộ Uyển thấy Vương Lâm cau mày, trong lòng lại run lên. Đôi môi nàng mấp máy một lúc rồi run run nói, Sư huynh, thời gian quá ngắn, ta không thể tạo ra được thành phẩm, nhưng ta có thể luyện đan. Gần như tất cả các loại đan dược của Lạc Hà Môn ta đều có thể luyện chế. Hơn nữa, có rất nhiều đan phương từ thời thượng cổ ta cũng đều ghi nhớ. Chỉ cần có được dược liệu là ta có thể luyện chế. Vương Lâm ngẩn người, liếc nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần. Thấy từ phía chân trời xuất hiện hồng quang, hắn vội nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, nhanh chóng lao về phía Tu Ma Hải. Lý Mộ Uyển không biết rằng lời nói của nàng đã khiến cho Vương Lâm động tâm. Bây giờ, Vương Lâm coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan di động. Nếu có thể sử dụng thật tốt, tu vi chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Điều này, Vương Lâm thông qua ngọc giản ký sự của Tôn Hữu Tài mà biết được. Diện tích của Tu Ma Hải rất rộng, nếu nói nó là một mảnh đất lớn bằng phẳng thì cũng chẳng có gì quá. Chỉ có điều, mảnh đất bằng phẳng đó có rất nhiều núi. Mặc dù không có cây cối, nhưng lại có vô số những loại thực vật kỳ lạ. Nếu tìm hiểu chúng một cách kỹ càng thì đám thực vật đó chính là những thực vật dưới biển từ thời thượng cổ. Thời điểm Vương Lâm tiến vào chính là lúc mà sương mù trên Tu Ma Hải dày đặc nhất. Chẳng còn bao lâu nữa, sương mù mới biến thành nước biển. Sau đó một tháng, nước biển lại biến thành sương mù như cũ. Lý Mộ Uyển bị Vương Lâm kéo tay nhảy vào trong làn cương mù. Thân thể mềm mại của nàng run lẩy. Bảy, nhỏ giọng nói, sư huynh, đây là Tu Ma Hải.
Ta biết, Vương Lâm lạnh lùng nói. Lý Mộ Uyển thầm than một tiếng, rồi không nói gì nữa. Vừa mới tiến vào trong làn sương mù của Tu Ma Hải, lập tức có một làn khí âm hàn tỏa ra. Cảm giác lạnh lẽo lâu lắm mới gặp làm cho Vương Lâm chấn động. Hắn không ngờ được ở đây lại có cả linh lực âm hàn, trong lòng có chút vui mừng lẫn sợ hãi. So với Hỏa Phần Quốc, Tu Ma Hải chẳng khác nào một tảng băng, hoàn toàn đối lập với sự khô nóng của Hỏa Phần Quốc. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Uyển đi tới Tu Ma Hải. Trước đây, nàng nghe người khác nhắc tới đủ mọi loại lời đồn về nó. Bây giờ nhớ lại, nét mặt lại càng thêm tái nhợt. Vương Lâm đứng trong làn sương mù của Tu Ma Hải. Ở vị trí này, sương mù cũng không quá dày. Nhìn xuyên qua làn sương vẫn còn có thể thấy được bờ biển của Hỏa Phần Quốc. Chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện một đám mây màu đỏ, có vô số hỏa linh thú tụ tập. Nhưng chúng cũng chỉ dám đứng trên bờ biển, phát ra những tiếng gầm giống phẫn nộ, nhưng không dám bước tới. Từ từ, số lượng hỏa linh thú càng lúc càng nhiều, nhưng thủy chung vẫn không có một con nào tiến nửa bước vào trong Tu Ma Hải. Giống như trên ranh giới của đại lục và Tu Ma Hải có một cái gì đó ngăn cản khiến cho chúng không dám bước. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một con hỏa linh thú vọt ra. Nhưng nó vừa chạm phải làn sương mù liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thân thể của nó nhanh chóng nhỏ lại, toát ra khói trắng mù mịt. Làn da tay màu đỏ nhanh chóng biến thành màu xám. Cảnh tượng giống hệt như một viên than mới ở trong lò bị ném thẳng xuống nước. Vương Lâm thấy vậy liền cảm thấy an tâm. Theo ý định của hắn, nếu hỏa linh thú dám tiến vào sương mù, thì chỉ cần đám sinh vật trong Tu Ma Hải và tu sĩ ở đây cũng có thể ngăn cản được chúng. Hơn nữa, diện tích của Tu Ma Hải tương đương với mấy ngàn cái Hỏa Phần Quốc. Nếu Vương Lâm muốn chạy trốn, thì cho dù là hỏa linh thú có tìm cũng hết sức khó khăn. Thân thể Vương Lâm lóe lên, cầm lấy bàn tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cực cảnh thần thức của hắn tản ra, quan sát sự khác lạ xung quanh. Tạo ra một cái động phủ, nhanh chóng kết đan. Đó là ý định duy nhất trong đầu Vương Lâm vào lúc này. Chỉ có kết đan thành công, trở thành đệ nhất nhân giới Nguyên Anh kỳ, hắn mới nắm chắc có thể sinh tồn trong Tu Ma Hải. Các bạn đang nghe chuyện tiên nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 140, Đấu Tà Phái, 1 cộng 2. Tu Ma Hải tỏa ra hơi nước mù mịt, trong làn hơi nước đó mang tới một cảm giác lạnh lẽo. Sau khi tiến vào bên trong một lúc, quần áo trên người Vương Lâm đã bị ướt gần hết, nhớp nháp rất khó chịu. Khuôn mặt Lý Mộ Uyển thì không còn tái nhợt nữa mà chuyển thành đỏ hồng, nhìn vô cùng quyến rũ. Nhất là quần áo trên người nàng lúc này bị sương mà làm cho ướt sũng, bó sát vào người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Vương Lâm liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi, trong lòng không hề có một chút dao động. Nếu Lý Mộ Uyển không biết tế luyện thiên ly đan, lại am hiểu luyện chế các loại đan dược thì hắn cũng chẳng cho nàng đi theo. Tu Ma Hải vô cùng rộng lớn, Vương Lâm hạ xuống một lúc lâu vẫn chưa đến tới đáy. Càng đi xuống, hơi lạnh càng lúc càng dày. Trong sương mù bắt đầu xuất hiện một số sinh vật cổ quái. Trên thân thể một số loại còn tản mát ra một chút dao động của linh lực, khiến cho Vương Lâm có cảm giác kinh hãi. Cũng may là trên đường đi hắn hết sức cẩn thận nên không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Lý Mộ Uyển hết sức hồi hộp, nàng đã được nghe đồn rất nhiều về Tu Ma Hải. Nơi này chẳng hề có chuyện đạo lý, tất cả chỉ dựa vào thực lực để quyết định. Hơn nữa, trong Tu Ma Hải không có nhiều nữ tu lắm. Vì vậy một khi phát hiện ra nữ tu, nếu không có chỗ dựa mạnh mẽ thì kết quả vô cùng thê thảm. Trước khi trải qua thảm biến vừa rồi, ở giữa ranh giới của Hỏa Phần Quốc và Tu Ma Hải, hàng năm có rất nhiều tu sĩ canh giữ. Trong đó có cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Mục đích là để phòng ngừa từ trong Tu Ma Hải có một số ma tu xuất hiện cướp đoạt. Cũng may, một số thế lực mạnh mẽ trong Tu Ma Hải lại ở vị trí trung tâm. Ở bên ngoài chỉ có một vài thế lực nhỏ. Nếu có sự đề phòng thích hợp, chắc chắn cũng không có gì nguy hiểm. Vương Lâm cũng chẳng biết đã bay được bao lâu. Đột nhiên, hắn chợt dừng lại khiến cho Lý Mộ Uyển suýt nữa thì đâm vào lưng hắn.
Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, xoay người nhìn vào làn sương mù phía xa, nói, đi ra đây. Ba cái bóng đen cao gầy liền xuất hiện từ trong sương mù. Tuy nhiên, do sương mù ngăn trở nên không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Chỉ biết ba người đó là nam tu sĩ. Một giọng nói the thé vọng tới, làm càn. Nơi đây là phạm vi thế lực của đấu tà phái chúng ta. Thức thời thì mau đem nữ tu phía sau ngươi lưu lại. Nếu không, chưa để cho hắn nói hết, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, lắm chuyện, chết. Trên địa đồ từng giới thiệu, trong tu ma hải không hề có chuyện đạo lý. Ở đây chỉ có cường giả vi tôn. Hắn vung tay phải một cái, cực cảnh thần thức trong nháy mắt tỏa ra. Ba người kia mới chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ, chẳng làm cho Vương Lâm phải để ý. Trong nháy mắt, một tia chớp màu đỏ thoáng xuất hiện trong con mắt của ba người. Cặp mắt của bọn họ lập tức rơi vào trạng thái vô thức, càng lúc càng tán loạn. Thần thức nhanh chóng tan biến, cuối cùng phải bỏ mình. Vương Lâm cất bước đi tới, thu lấy ba cái túi chữ vật. Sau đó, hắn dùng chân đá ba cái thi thể vào trong sương mù rồi chẳng thèm để ý, nhanh chóng đi về phía trước. Lý Mộ Uyển hoảng sợ nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vương Lâm ra tay. Thực lực ba người bọn họ cũng giống như nàng, đều là trúc cơ trung kỳ. Vậy mà không hề có chút phản kháng, cứ thế mà chết khiến cho nàng phải chấn động. Nhìn tấm lưng của Vương Lâm, nàng chợt nhớ tới ca ca Lý Kỳ Khánh của mình từng nói, trong trận chiến ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc, nhân số tham chiến của hai bên vượt qua con số 1.000. Vào lúc bắt đầu xảy ra đại chiến, bên phía Tuyên Vũ Quốc đã xảy ra một chuyện hết sức quái dị. Bất cứ tên đệ tử trúc cơ kỳ tham gia giao chiến đều bất ngờ bị chết, từ trên không trung rơi xuống. Nếu chỉ có một, hai người thì cũng bình thường. Nhưng số lượng trúc cơ kỳ của đối phương có gần 200 người, vậy mà hơn một nửa tử vong. Lúc ấy, sau khi nghe nói, nàng còn tưởng đó chỉ là lời đồn, trong lòng cũng không tin lắm. Nhưng đến bây giờ, sau khi chứng kiến ba tên trúc cơ trung kỳ trước mắt cứ vậy mà tử vong khiến cho nàng không khỏi liên tưởng đến trận chiến. Nàng đi theo phía sau Vương Lâm, giọng nói run rẩy, thấp giọng hỏi, Sư huynh, huynh ở đại đội nào trong hỏa phần minh? Vương Lâm không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, đại đội thứ 10. Bốn chữ đại đội thứ 10 rơi vào tai Lý Mộng Uyển chẳng khác gì tiếng sấm. Nàng nhớ rõ, ca ca nàng đã từng nói nhân số hỏa phần quốc tham chiến ở đó đúng là đại đội số 10. Bây giờ, nàng có thể khẳng định, thanh niên trước mặt chính là nguyên nhân khiến cho một số lượng lớn đệ tử trúc cơ kỳ của Tuyên Vũ Quốc tử vong. Nghĩ tới đây, một chút phản kháng trong lòng nàng hoàn toàn biến thành mây khói. Nhưng ngay sau đó, trong đầu nàng chợt nhớ tới trong tàng kinh các của Lạc Hà Môn có nhắc tới một loại pháp thuật quỷ dị. Nàng buột miệng hỏi, pháp thuật ngươi vừa dùng có phải là tử chú thuật hay không? Vương Lâm giật mình, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Hắn vẫn tiếp tục bước đi, miệng thì hỏi, ngươi biết tử chú thuật? Lý Mộ Uyển nghe thấy Vương Lâm nói. Như vậy trong lòng càng thêm khẳng định pháp thuật mà đối phương sử dụng chính là tử chú thuật vô cùng khó luyện trong truyền thuyết. Nghe đồn tử chú thuật là một loại thần thông từ thời thượng cổ, rất khó tu luyện. Nhưng một khi luyện thành thì cần nói ra một chữ tử là đối phương lập tức tử vong. Pháp thuật bậc này vào thời thượng cổ bị coi là công pháp ma đạo ác độc số 1, số 2. Muốn tu luyện được nó thì phải tu luyện tam khí. Đệ nhất khí chính là âm khí, thực tế nó là nguyên âm của nữ tử, lấy thuật thái âm mà tích lũy âm khí. Khí thứ hai là tử khí, phải thu nạp khí phát ra từ những bộ hài cốt mà kết thành tử khí, nó cũng có thiên hướng âm hàn, nhưng bản chất lại cách nhau một trời một vực. Loại khí thứ ba là sát khí. Sau khi giết chóc đến một mức độ nào đó, trong cơ thể sẽ hình thành một thứ ý chí. Sau khi ý chí đó trải qua tu luyện liền biến thành sát khí. Tam khí hợp nhất, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, người được sinh ra liền nắm được sơ bộ tử chú thuật. Một khi tu luyện tử chú thuật mỗi ngày người đó phải chịu đau đớn không thể tưởng tượng được. Sau đó, cứ 3 năm lại phải đối mặt với một lần cửu tử nhất sinh. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, tử chú thuật mới coi như có chút thành tựu. Nếu muốn tiếp tục tu luyện, thì cơ hội tử vong của bản thân còn lớn hơn nữa. Theo tính toán, nếu tu luyện tử chú thuật thì tỷ lệ đại thành gần như là bằng không.
Thần thông đó mặc dù có uy lực vô cùng lớn, nhưng lại quá mức độc ác. Mặc dù là người trong ma đạo nhưng cũng rất ít người tu luyện. Nghe Lý Mộ Uyển run rẩy nói về tử chú thuật, nét mặt Vương Lâm khẽ thay đổi, trầm mặc không nói. Sự im lặng của hắn càng khiến cho Lý Mộ Uyển thêm sợ hãi, trái tim nàng đập thình thịch. Hành tẩu trong tu ma hải một thời gian, cuối cùng thì Vương Lâm cũng chìm được xuống đáy biển. Nơi này sương mù lại càng đậm, khí âm, hàn cũng dày hơn rất nhiều. Trầm ngâm nhìn mặt đất một chút, Vương Lâm lui lại vài bước. Sau đó, thân thể hắn thuấn di ra xung quanh, liền phát hiện một ngọn núi cao vút. Đứng trên sườn núi, hắn dẫm nát một khối cự thạch, sau đó lấy ra phi kiếm. Tay phải hắn khẽ điểm một cái, phi kiếm lập tức tiến hành đào bới. Những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên tiếp. Vương Lâm nhíu mày. Hắn không ngờ được mức độ cứng rắn của ngọn núi lại vượt qua sự tưởng tượng của bản thân. Hiệu quả đào bới của phi kiếm giảm đi rõ rệt. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, 30 thanh phi kiếm bay ra. Cực cảnh thần thức phân tán ra cả 30 thanh phi kiếm. Nhất thời, một trận mưa kiếm xuất hiện, oanh kích sườn núi. Tốc độ đào bới tức khắc tăng lên. Chỉ bằng mắt thường có thể thấy được trên sườn núi nhanh chóng xuất hiện một cái động. Trên đường đi, Lý Mộ Uyển đã sớm quen với hành động của Vương Lâm. Nàng thầm nghĩ nếu người này có thể luyện tập tử chú thuật từ nhỏ thì có thể khống chế 30 thanh phi kiếm cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù nàng biết rõ, khống chế 30 thanh phi kiếm đòi hỏi như thế nào đối với thần thức của tu sĩ. Thời gian chậm chậm trôi đi, trên sườn núi đã xuất hiện một cái động lớn. Bên trong động có 4 gian thạch thất, một cái động phủ đơn sơ chính thức được làm xong. Vương Lâm chớp chớp mắt nhanh chóng lấy linh thạch trong túi ra, bố trí một cái trận pháp. Sau khi Lý Mộ Uyển nhìn thấy trận pháp, khóe mắt khẽ xuất hiện một chút kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ vài lần, sự kinh ngạc trong mắt giảm đi, nhưng lại xuất hiện một chút khinh thường. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, chỉ một chút đó cũng vẫn bị Vương Lâm nhận thấy. Tuy hắn đang chăm chú bày trận nhưng thần thức vẫn để ý tới Lý Mộ Uyển. Từ lúc khởi hành cho đến đây, thần thức của hắn lúc nào cũng giám sát chặt chẽ. Nếu Lý Mộ Uyển có hành động gì khác thường, Vương Lâm cũng chẳng hề thương xót mà giết chết ngay lập tức. Vương Lâm cầm linh thạch trong tay vứt ra, lạnh lùng nói, cái động này ta định ở lại trong một thời gian dài. Nếu bị người ta phá trận xông vào, thì ta có thể bỏ chạy. Nhưng còn ngươi thì sinh tử đành phải dựa vào mình vậy. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển cắn chặt răng, không nói tiếng nào, nhẹ nhàng bước đến. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy cái tiểu kỳ màu đen rồi phóng về bốn phía. Sau đó, vẫn còn chút lo lắng, nàng liền tiếp tục bố trí mấy cái trận pháp. Cuối cùng, nàng mới sửa chữa trận pháp mà Vương Lâm bố trí lúc trước. Sau khi làm xong, nàng do dự một chút rồi cắn răng lấy từ trong túi trữ vật ra một đoạn xương thú màu lam. Sau đó dùng phi kiếm chặt lấy vài mảnh, nét mặt nàng hết sức nghiêm túc. Trong lòng cẩn thận tính toán một lúc rồi đem chúng đặt ở một số vị trí đã tính toán. Mất một canh giờ, nàng mới tính toán và xếp đặt xong toàn bộ 18 đoạn xương thú. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, uể oải nói, trận pháp mà ngươi bố trí cũng có chút uy lực, nhưng nó cũng chỉ là sơ cấp trận pháp, chỉ có thể ngăn được tu sĩ trúc cơ kỳ bước vào. Vừa rồi, ta đã dùng thú cốt bố trí thêm một cái cửu ly thi cốt trận. Tuy nhiên do không đủ xương cốt của linh thú nên uy lực của trận pháp mới chỉ đạt tới 3 thành, nhưng như thế cũng đủ ngăn cản tu sĩ kết đan kỳ trong vòng ít nhất một canh giờ. Số lượng xương cốt linh thú, ta chỉ có bằng đó. Nếu muốn tăng thêm uy lực của trận pháp thì cần có nhiều thú cốt hơn nữa. Nói xong, từ tay phải nàng xuất ra một cái ngọc giản, sau đó ném đi. Vương Lâm đón lấy rồi sử dụng thần thức liếc qua. Bên trong ngọc giản có ghi chép phương pháp bố trí cửu ly thi cốt trận. Sau khi nhìn kỹ, Vương Lâm liền bóp nát ngọc giản, nhìn Lý Mộ Uyển rồi chỉ tay về phía trước. Lý Mộ Uyển biết đối phương vẫn không tin nên cũng không phản kháng, đi vào trong trận. Vương Lâm nheo mắt, lưu lại trên người Lý Mộ Uyển một đạo thần thức rồi đi vào theo. Đoạn đường đi qua trận pháp không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào động phủ, Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một lá tiểu kỳ, phất nhẹ một cái.
Nhất thời, trận pháp bên ngoài động phủ chuyển động, bốc lên một làn sương mù. Từ bên ngoài nhìn vào không hề nhận thấy được sự khác lạ ở đây. Mặc dù có đi vào tận nơi cũng chỉ có thể thấy một ngọn núi mà không thể thấy được động phủ. Phía trong động phủ, ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Uyển. Ánh mắt của hắn khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm tái. Nàng cuống quýt lùi về phía sau vài bước, thấp giọng nói, sư huynh, bây giờ ta sẽ luyện chế thiên ly đan cho ngươi có được không? Vương Lâm lắc đầu trầm giọng nói, ngươi luyện chế đan dược, ta không dám sử dụng. Hai mắt Lý Mộ Uyển lập tức đỏ lên, cúi đầu không nói. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, lộ ra một vẻ quyến rũ mê người, nhẹ nhàng nói, sư huynh có ân cứu mạng đối với ta. Phải làm thế nào ngươi mới tin ta thì cứ nói. Vào lúc này, vẻ đẹp của nàng đúng là khiến cho người khác phải động lòng. Đối với nét đẹp của Lý Mộ Uyển, Vương Lâm vẫn không hề có gì thay đổi, tỉnh táo nói, ta không muốn ép buộc, mà cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì quá mức đối với ngươi. Chỉ cần trước khi ta kết đan ngươi có thể luyện chế đủ đan dược cho ta. Đợi sau khi ta kết đan sẽ đưa ngươi rời khỏi Tu Ma Hải. Chỉ có điều lúc này, ta muốn ngươi đưa ra bản mệnh tinh huyết để bảo đảm luyện chế đan dược không gặp phải sự cố. Lý Mộ Uyển trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. Tay phải nàng khẽ vuốt nhẹ vào mi tâm, bước ra một giọt máu tươi. Sau khi đưa hồn phách vào trong đó, nàng liền thổi nó về phía Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận lấy liền ném mấy cái túi chữ vật ra rồi nói, tất cả tài liệu đều. Ở đây, ngươi xem có thể luyện chế được những loại đan dược gì. Lý Mộ Uyển dụng thần thức đảo qua, lập tức kêu lên kinh ngạc, đây. Đây là hoang mộc căn, đan hoàng thảo, còn có cả phần kim căn, thiên linh thảo. Càng xem nàng càng kinh hãi. Tài liệu bên trong mấy cái túi chữ vật có hơn một nửa là dược thảo luyện đan. Trong đó thậm chí còn có cả một số loại đã biến mất ở Hỏa Phần Quốc. Chỉ có những đệ tử đi vào chiến trường ngoại vực mới có thể mang về một ít. Vương Lâm sờ sờ cầm lại ném ra hơn 10 túi chữ vật. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Tất cả pháp bảo và linh thạch bên trong đều bị hắn lấy đi, chỉ còn mấy thứ tài liệu không biết. Bây giờ, hắn lấy ra cho Lý Mộ Uyển xem xét một chút. Sau khi xem qua tất cả các túi chữ vật, nét mặt của Lý Mộ Uyển hoàn toàn hưng phấn. Cầm lấy một cái túi chữ vật, nàng ngẩng đầu hỏi, sư huynh, mấy thứ này cho ta tùy ý sử dụng đúng không? Vương Lâm gật đầu, nói, ta chỉ cần đan dược còn ngươi muốn làm gì tùy ý. Lần đầu tiên, Lý Mộ Uyển mỉm cười với Vương Lâm. Giọng nói của nàng tràn ngập một sự tự tin, sư huynh yên tâm. Chỗ tài liệu này ta có thể luyện chế được 300 viên hoàng linh đan có công hiệu gia tăng tu vi, 50 viên tị độc đan và một số các loại đan dược có công hiệu khác. Đợi sau khi luyện chế thành công, ta sẽ giới thiệu cho sư huynh. Sư huynh, trong số tài liệu của huynh có một loại rất quý, chính là ma huyết đằng. Nói xong, nàng lấy từ trong một cái túi chữ vật ra một đoạn gỗ màu hồng. Ma huyết đằng là một trong những loại dược liệu chủ yếu để luyện chế thiên ly đan. Nói một cách chính xác thì nó là loại dược liệu quan trọng nhất. Loại ma huyết đằng ta cũng mới chỉ nhìn thấy trong cổ tịch, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Có nó, ta tự tin có thể luyện chế một viên thiên ly đan. Chỉ có điều hiệu quả hơi kém một chút. Dù sao thì các loại dược thảo khác, ta phải tìm những thứ thay thế. Nét mặt Vương Lâm bình thản nói, chuyện luyện đan ta cũng không muốn hỏi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta chuẩn bị ra ngoài một chút. Nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng ta sẽ trở về. Ngươi cẩn thận đấy. Nói xong, hắn liền rời đi. Lý Mộ Uyển do dự một chút vội vàng nói, sư huynh, ngươi ra ngoài có thể tìm giúp ta một cái lò luyện đan được không? Dược vật thì ổn rồi, đan lô tùy thân của ta cũng có thể dùng. Nhưng luyện chế thiên ly đan, nếu dùng đan lô bình thường thì xác suất thành công chỉ có một nửa. Từ trước đến nay, luyện chế thiên ly đan đều phải dùng thiên địa rong lô. Vương Lâm nhíu mày, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, trầm mặc không nói một lúc, rồi đi ra khỏi động phủ. Lý Mộ Uyển thầm than trong lòng, nàng cũng không muốn lừa gạt. Trước đây, nếu nói thật rất có thể đối phương cũng không tin mình. Nhưng bây giờ, bản mệnh tinh huyết đã giao cho hắn thì chuyện xác suất thành đan này không thể không nói.
nếu không sau này xuất hiện một số biến cố, chỉ sợ đối phương lại nổi giận với nàng. Sau khi ra khỏi động phủ, Vương Lâm xác định phương hướng một chút, rồi nhìn về phía Tu Ma Hải giáp với đại lục có Triệu Quốc, ánh mắt lóe lên một chút. Hắn thì thào lẩm bẩm, đằng hóa nguyên, ta sẽ nhanh chóng kết đan. Chờ đến ngày ta kết đan, nhất định sẽ trở về Triệu Quốc, huyết tẩy đằng gia thành của ngươi. Ngươi không được chết sớm đấy, hãy cố sống chờ ta trở về. Hàn ý trong mắt hắn dần dần biến mất. Hắn đạp nhẹ một cái, sử dụng thổ độn thuật, nhanh chóng lao về phía trước. Mục đích ra ngoài của hắn là tìm kiếm xương cốt linh thú. Theo như lời Lý Mộ Uyển nói thì cửu ly thi cốt trận cần phải có thêm thú cốt mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Vương Lâm biết thời điểm mình bế quan đột phá kết đan kỳ sắp tới. Ở một nơi luôn rình rập nguy hiểm như Tu Ma Hải, phải có được một động phủ an toàn mới có thể cam đoan không có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, Vương Lâm học luyện khí thuật của chiến thần điện nên cũng muốn dùng đầu lâu linh thú để chế tạo một cái phiên ưng lô. Cả hai chuyện như thế khiến cho hắn bắt buộc phải đi tìm thú cốt. Dựa theo những gì ghi trên địa đồ nói về Tu Ma Hải thì trong làn sương mù này có không ít linh thú. Ngoài ra còn có một số tử vong chi địa, lưu giữ xương cốt của linh thú phân bố dưới đáy biển. Chỉ có điều ở những nơi đó, thú cốt thường bị người ta đào đi. Vì vậy, trên đường đi, Vương Lâm cũng không thấy một chút xương cốt nào hết. Hơn nữa, sương mù dưới đáy Tu Ma Hải hết sức nồng đậm. Thị giác gần như không có tác dụng, chỉ có thể dùng thần thức mà quan sát. Trong lúc đang hành tẩu, nét mặt Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn lập tức lui lại phía sau vài bước. Chỉ thấy một đạo kiếm quang ảm đạm, loạng choạng xuyên qua chỗ hắn vừa mới đứng. Tu vi của Vương Lâm đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tiến tới cảnh giới giả đan. Trên thanh phi kiếm kia có một người hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nét mặt hắn đen kịt, hơi thở dồn dập, chứng tỏ đã bị trúng kịch độc, khiến cho linh lực trong cơ thể rối loạn, điều khiển phi kiếm một cách khó khăn. Đạo kiếm quang kia vừa mới bay qua, lại có một đạo cầu vòng phóng tới, đuổi theo. Nét mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Đuổi theo trúc cơ kỳ tu sĩ kia không ngờ lại là một thanh niên mới đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ, có khuôn mặt trắng như ngọc. Hai mắt hắn dài và nhỏ, nhìn có vẻ tà dị. Trong tay thanh niên đó có cầm một đoạn thú cốt màu đen. Hắn vừa đuổi theo, vừa thổi vào đoạn thú cốt. Sau mỗi lần thổi, trên đoạn thú cốt lại bay ra một tia khói màu đen. Làn khói đó vừa mới xuất hiện liền biến thành một sợi tơ nhanh chóng đuổi theo tu sĩ trúc cơ kỳ phía trước, rồi chui vào trong cơ thể hắn. Sư huynh, người chạy, trốn cũng nhanh đấy. Sư đệ ta muốn xem trong thân một người có đủ 16 loại kịch độc có thể chạy trốn được bao xa. Thanh niên tà dị đó lại tiếp tục thổi một hơi vào đoạn thú cốt, tiếp tục nói, sư huynh, 16 loại kịch độc này, tiểu đệ phải mất rất lâu mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Nếu không với tu vi trúc cơ kỳ của ngươi, sư đệ làm sao có thể ra tay được. Bây giờ thì ngươi có chạy cũng không thoát được đâu. Trung niên nhân phía trước, cắn chặt răng, không nói tiếng nào, tiếp tục đạp phi kiếm, loạng choạng bay về phía trước. Sư huynh, ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng bằng thành toàn cho sư đệ, để cho ta đoạt cơ đi. Thanh niên tà dị lo lắng nói, khoảng cách lại rút ngắn so với trung niên nhanh một chút. Vương Lâm hứng thú nhìn đoạn thú cốt trong tay thanh niên, hắn lặng lẽ bám theo. Trung niên nhân đang chạy trối chết ở phía trước, sau khi nghe người thanh niên nói vậy, cũng chẳng quay đầu lại, mở miệng mắng, Tang Mộc Nhai. Ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa, năm đó nếu không có ta thay ngươi cầu khẩn thì làm sao sư phụ lại nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi làm chuyện độc ác với đồng môn không sợ sư phụ biết hay sao? Thanh niên tà dị, cười rộ lên, nói, sư phụ, hắc hắc, sư huynh ơi. Việc này nếu không phải có sự đồng ý của sư phụ thì làm sao ta dám dùng độc cốt đánh lén ngươi. Thân thể trung niên nhân run lên, phun ra một búng máu đen, từ trên phi kiếm rơi xuống. Thanh niên tà dị hừ lên một tiếng, bay tới cách trung niên nhân ba trượng. Hắn khống chế phi kiếm xuyên thấu qua thân thể đối phương. Sau khi xác định đối phương đã chết, hắn mới nhấc thi thể lên, quay người rời đi. Đột nhiên hắn chợt dừng lại nhìn chằm chằm vào một cái bóng đang đứng phía trước, mồ hôi toát ra trên trán.
Trong lúc đuổi giết sư huynh, thần thức của hắn tản ra không hề phát hiện thấy bất của một người nào khác. Nhưng lúc này, đối phương lại xuất hiện trước mặt mình, hiển nhiên là tu vi hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn vội buông cái xác xuống, ôm quyền. Khuôn mặt tà dị biến thành đôn hậu, cung kính nói, vãn bối là Tang Mộc Nhai, đệ tử đấu tà phái tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối ngăn cản vãn bối có điều gì sai khiến, vãn bối sẽ làm theo hết sức. Vương Lâm từ từ đi ra khỏi đám sương mù, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Biểu hiện đôn hậu của thanh niên, dưới cái liếc của Vương Lâm, chợt cảm thấy sởn gai ốc. Hắn như bị đối phương nhìn thấu nội tâm, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Cảm giác đó chỉ khi đối mặt với sư phụ hắn mới có. Nhưng sư phụ hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, bước một nửa chân vào cảnh giới kết đan kỳ. Chẳng lẽ, người trước mặt có tuổi không khác với mình nhiều lắm mà đã đạt tới cảnh giới giả đan? Trong lòng thanh niên càng run rẩy, thái độ lại thêm phần cung kính. Đưa thú cốt của ngươi cho ta. Giọng nói của Vương Lâm hết sức lạnh lùng. Hắn càng làm như thế, trong lòng Tang Mộc Nhai lại càng thêm bối rối. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên trong tu ma hải, nhiễm tính của người tu ma. Mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng cũng luyện được một cặp song ma chi nhãn. Hắn biết đám đại ma có tu vi cao thâm thường đều là loại lãnh khốc vô tình. Sự lãnh khốc đó trước đây hắn đã thấy rất nhiều, nhưng đa phần đó chỉ là sự bắt chước mà thôi. Nhưng sự lạnh lùng của vị tiền bối trước mắt lại khiến cho linh hồn của hắn lạnh buốt. Nhất là ánh mắt của đối phương càng khiến cho hắn ớn lạnh. Hắn vội vàng ném đoạn thú cốt trong tay ra, không hề dám có ý phản kháng. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.